Chương 761, Nguyên rủa. Trên thảo nguyên phương Bắc, Nhan Lục Nguyên đang ngồi trong đại trướng nghe Hasan nói chuyện. Hắn lặng 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 nghe, tựa như đang nghiền ngẫm suy nghĩ. Hasan ngồi trồng hổm phía dưới, hai thủ lĩnh của bộ lạc chúng ta chiêu mộ gần đây đã chịu thua. Họ đem một nửa bò dê hướng tặng cho Vương Đình, thỉnh cầu khi xuôi nam chủ nhân có thể dẫn họ theo. Nhan Lục Nguyên cười nói, ý kiến của hai vị này rất hay nha phó lữ tộc và đồi thật tộc bị bộc lan tộc đánh cho tơi bời, ngay cả vũ khí và ngựa cũng chẳng còn thì dê bò còn thừa lại bao nhiêu. Hơn 10 con, Ha San nhỏ giọng nói, nói xong, đầu hắn rủ xuống càng thấy hơn, chủ nhân, mấy năm nay quan hệ của chúng ta và hai tộc kia không tệ. Lúc trước gặp phải bão tuyết đều giúp đỡ nhau mấy lần. Hiện tại là ta tự chủ trương, xin ngài trách phạt, không tới mức đó. Nhan lục nguyên nhìn thoáng qua bản đồ, bây giờ ngươi là kỵ vương của ta, có thể tự quyết định loại chuyện nhỏ nhặt này. Họ muốn theo chúng ta xuôi nam thì cứ mang họ theo thôi. Vương đình của chúng ta vừa được xây dựng, đây là thời điểm cần dùng người. Ngươi báo cho hai tộc kia không có gì là sai. Vương đình của ta cần có chiến sĩ. Nếu ngay cả xuôi nam mà cũng lo sợ thì tốt nhất nên quay về chăn gia súc cho tốt đi thôi. Hasan quá đỗi vui mừng, chủ nhân yên tâm, ta sẽ báo cho họ sau. Chỉ cần là người bình thường ai mà không có chút tính toán? Hasan và hai bộ tộc kia có quan hệ không tệ. Hiện tại hắn lại gặp được vị vua tài trí mưu lược, đương nhiên hy vọng bằng hữu cũng được hưởng phúc chung. Hơn nữa, hiện tại đã có 8 bộ tộc quy thuận Vương Đình. Tuy Hasan được phong làm Kỵ Vương nhưng bộ tộc trong tay hắn không mạnh hơn những bộ tộc khác là bao. Hasan cũng cần xây dựng thế lực xây dựng quyền uy của hắn. Có người thì sẽ chia bè kéo phái, có quyền lực thì sẽ có chính trị. Hasan không am hiểu những thứ này nhưng hắn có thể học hỏi. Tương lai cả thảo nguyên này cũng sẽ thuộc chủ nhân. Đó là nơi bao la rộng lớn thế nào chứ? Chỉ cần nghĩ tới một chút thôi thì lòng Hasan đã nóng như lửa đốt rồi. Nhan Lục Nguyên cười như không cười nhìn Hasan, có chút tâm tư không phải vấn đề gì. Bất quá lần sau nói cho ta biết sớm, còn nữa, đừng có chơi mấy trò cháo chữ nữa. Trao chữ ý chỉ Hasan bảo hai bộ tộc kia dâng lên một nửa gia súc nhưng thật chất chỉ có hơn 10 con mà thôi. Mấy trò chơi chữ này thì 10 dân du mục cũng kém hơn một người phương nam. Ha San nghe Nhan Lục Nguyên nói xong thì nhanh chóng quỳ lại, "Chủ nhân, xin ngài tin tưởng ta." Ha San không dám nữa. "Ừ, quân nhu chuẩn bị thế nào rồi? Các bộ tộc khác đã sẵn sàng chưa?" Nhan Lục Nguyên hỏi. "Ta đã chuẩn bị thỏa đáng, các bộ tộc khác cũng sắn tay áo chờ lệnh. Chỉ là Ha San chưa hỏi ngài, có cần chuẩn bị đồ ăn cho đàn sói không?" "Không cần, so với các ngươi thì chúng thoải mái hơn nhiều. Có tâm tư quan tâm chúng còn không bằng quan tâm chính mình." Nhan Lục Nguyên đáp, Bất quá ngươi báo cho họ biết đi. Lần này ta muốn nhìn thử xem họ chiến đấu dũng mãnh thế nào. Đừng có trông cậy vào đàn sói, hán tử trên thảo nguyên nếu học cách ỉ lại vào người khác thì chút tâm huyết cuối cùng kia còn lại là gì. Đi thôi, ta đã chọn xong đường rồi, nhưng phải chờ bộc lan tộc và hồ cốt tộc đi trước. Hiện giờ tình hình trên thảo nguyên đã dần lắng lại. Lúc trước vì chuyện đại hãn bị bắt mà phân tranh không ngừng diễn ra, ai cũng muốn xưng bá trở thành tân vương. Kết quả 10 bộ tộc quy thuận đại hãn kia thoáng cái chia năm xẻ bảy. Nhưng hiện tại chỉ còn vương đình của nhân lục nguyên, bộc lan tộc, hồi cốt tộc tạo thành thế chân vạc mà thôi. Xung quanh là mấy chục bộ lạc nhỏ phụ thuộc đang đứng ngoài quan sát. Liệu họ nên đầu quân cho vương đình, bộc lan hay hồi cốt đây? Dần ra, mọi người trên thảo nguyên lén lút nói với nhau. Các tiểu bộ lạc muốn là được ăn no mặc ấm không bị khi nhục. Sau mỗi trận bão tuyết, các tiểu bộ lạc tổn thất thảm trọng mắt thấy mùa đông sang năm khó lòng mà trụ nổi vì thế họ phải tìm sự thay đổi vậy có thể bổ sung số tổn thất này từ đâu đương nhiên là xuôi nam rồi vì thế mọi người liền nghĩ ai có thể dẫn bọn họ xuôi nam thì người đó chính là tân chủ chân chính của thảo nguyên bằng không chỉ có thể xem là dệt hoa trên gấm mà thôi từ trước tới nay các bộ tộc trên thảo nguyên chưa từng chân chính đoàn kết với nhau nắm đấm người nào lớn thì người đó có tiếng nói hơn cho nên hiện giờ ba đại thế lực đã chuẩn bị tốt cho việc xuôi nam mùa đông lại sắp kết thúc sông băng cũng dần tan rã rất không thích hợp cho việc thu hoạch lương thực này thế nhưng tình thế cấp bách mọi người chỉ có thể kiên trì xuôi nam so sánh ra thì nhan lục nguyên thoải mái hơn chút cứ như hắn chẳng hề lo lắng gì về việc xuôi nam lần này những ngày nay chuyện hắn làm chỉ đơn giản là nghe từng thủ lĩnh bộ lạc nói chuyện nghe mọi người kháng cáo nghe mọi người kể khổ chứ không biểu thị bất kỳ thái độ gì cũng chưa đưa ra hướng giải quyết cho bất kỳ vấn đề gì vốn hassan còn lo thủ lĩnh của những bộ lạc này có thể có ý kiến gì không thế nhưng vài ngày qua đi hắn phát hiện đám thủ lĩnh này dường như biết điều hơn ai cũng bảo nhì không thấu đến cùng chủ nhân đang suy nghĩ gì quá mức thần bí rồi từ thần bí chậm rãi biến thành kính nể thế nhưng điều hassan không hiểu là rõ ràng chủ nhân không làm gì hết mà nhan lục nguyên nhìn thoáng qua hassan được rồi lui ra đi nói xong hassan quỳ lạy nhan lục nguyên rồi hành lễ với kỳ kỳ cách đang ngồi cách đó không xa sau đó hắn mới chậm rãi thoái lui khỏi lều lớn kỳ kỳ cách từng là nữ nhi của hắn nhưng hiện tại kỳ kỳ cách lại là nữ chủ nhân của vương đình trong bộ lạc nếu tiểu ngọc tỷ dẫn mọi người ra ngoài thu thập muối thì sự vụ thường ngày đều do kỳ kỳ cách tới xử lý cho nên hà san kỳ vọng vào tương lai một nửa là nhờ có con gái của hắn chủ nhân nắm giữ cả thảo nguyên rộng lớn chẳng lẽ không có một chỗ nhỏ cho hà san hà san thầm nghĩ hắn nhất định phải nhanh chóng nói rõ với thủ lĩnh của phó lữ tộc và đột thật tộc kêu họ biểu hiện thật tốt trên đường xuôi nam quyết không được để những bộ tộc khác khoe khoang đợi ha rời khỏi đây nhan lục nguyên mới nhìn về phía kỳ kỳ cách vừa rồi được phụ thân hành lễ ngươi có thích ứng được không kỳ kỳ cách im lặng hồi lâu mẹ nói cho ta biết phải tập thành thói quen nhan lục nguyên cười ha hả mẹ ngươi nói không sai tuy ta cảm thấy như vậy có phần không nhận thân tình thế nhưng ngươi phải hiểu hết thảy những thứ này không thể miễn được kỳ kỳ cách nói sang chuyện khác ngài thật sự muốn dẫn họ xuôi nam hôm trước ngài đã cho đàn sói tới phía tây rồi mà để chúng đi về phía tây nhằm kiếm đồng cỏ mới sau khi trở về từ phía nam người trung nguyên nhất định không buông tha chúng ta bây giờ chưa phải thời điểm cứng đối cứng với họ bất quá hai ngày nữa chúng sẽ trở lại sau khi ta đi rồi sẽ không ai bảo vệ tiểu ngọc tỷ như vậy ta không có cách nào yên tâm xuôi nam cả nhan lục nguyên nói không có đàn sói bên người ngài có khi nào gặp nguy hiểm không kỳ kỳ cách khẩn trương sẽ không? Nhan Lục Nguyên đáp. Rất nhiều người cho rằng hắn dựa vào đàn sói, nhưng rất ít người biết thiếu niên này còn có năng lực nguyền rủ người khác. Nếu không phải hắn tới phương Bắc, trong thời đại chư thần cuột khởi này, bán thần vốn chỉ nên thuộc về một mình hắn. Kỳ kỳ cách lại hỏi, vậy có phải ngài sẽ giết rất nhiều người không? Nhan Lục Nguyên nhìn về khoảng không xanh thẳm bên ngoài liều lớn. Hắn không trả lời vấn đề này, tới trải đầu cho ta. Kỳ kỳ cách nhu thuận cầm lược ngồi sau lưng Nhan Lục Nguyên, nàng biết mỗi lần muốn giết người thì nhan lục nguyên sẽ bảo nàng trải đầu cho hắn tiểu ngọc tỷ trở về ngoài liều lớn một tiểu cô nương cao giọng hô trong thanh âm tràn ngập sự vui sướng và ái mộ hai mắt kỳ kỳ cách đang trải đầu cho nhan lục nguyên cũng sáng lên hơn nữa nàng chợt phát hiện nhan lục nguyên cũng thả lỏng cơ bắp toàn thân không căng cứng như vừa rồi dường như trong cả thảo nguyên rộng lớn này cũng chỉ có mỗi tiểu ngọc tỷ mới khiến vị vua tài trí mưu lược là nhan lục nguyên an tâm đi thôi nhìn xem lần này tiểu ngọc tỷ đem cái gì về cho các người nhan lục nguyên nói tuổi kỳ kỳ cách còn nhỏ lòng ham chơi vẫn còn vì thế vừa như nói xong nàng lập tức cười rồi chạy ra ngoài hiện tại trăm dũng sĩ ít ỏi trong bộ lạc đều tôn thờ nhan lục nguyên mà nhan lục nguyên không giữ ai bên người cả phái tất cả đi bảo vệ tiểu ngọc tỷ cả rồi nói là bảo vệ kỳ thật là muốn họ tới để bảo hộ an toàn cho tiểu ngọc tỷ đối với nhan lục nguyên mà nói nếu không có tiểu ngọc tỷ thảo nguyên này cũng chẳng còn gì tốt mà lưu luyến. Đây là nhà của hắn và Tiểu Ngọc Tỷ. Chỉ cần quyền lực vương đình ổn định, họ sẽ không cần nhìn sắc mặt người khác mà sống, cũng không sợ bị phản bội. Mỗi lần Tiểu Ngọc Tỷ quay về từ bên ngoài sẽ để dũng sĩ của bộ lạc bắc vài động vật nhỏ đáng yêu về. Một mặt nhằm nuôi nhốt thử, mặt khác cũng để dỗ dành đám nhỏ trong bộ lạc. Đoạn thời gian này, những bộ lạc đầu quân cho họ càng thêm kính nể nhan lục nguyên. Còn đối với Tiểu Ngọc Tỷ dịu dàng cũng không nhịn được mà yêu thích từ tận đáy lòng bộ lạc xung quanh vương đình có rất nhiều thỉnh thoảng sẽ xảy ra mấy chuyện xung đột như ngươi trộm dê của ta hắn trộm bò của ta chỉ mấy việc nhỏ này cũng có thể nhấc lên gió tanh mưa máu trên thảo nguyên mà tiểu ngọc tỷ chính là người chuyên xử lý những chuyện này nàng luôn công bằng không thiên vị che chở ai cả dần ra tiểu ngọc tỷ ngoài ý muốn nhận được sự kính yêu của mọi người mọi người có chuyện lông gà vỏ tỏi gì đều tìm đến nhờ nàng giải quyết nếu nói thực lực của Nhan Lục Nguyên có thể thống nhất Vương Đình thì Tiểu Ngọc Tỷ chính là chất bôi trơn trong bộ lạc. Đương nhiên, đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp Vương Đình của Nhan Lục Nguyên an ổn. Những bộ lạc khác nào có thần minh như Nhan Lục Nguyên đâu kia chứ? Chỉ một lời nói có thể ban phúc cũng có thể nguyền rủa, thật sự là quỷ thần khó lường, khiến dân du mục trên thảo nguyên tin tưởng không dứt. Cho nên hiện tại Nhan Lục Nguyên có rất nhiều tín đồ. Mỗi buổi sáng họ sẽ tới trước lều lớn quỳ lại 100 lần rồi bắt đầu một người mới. Những hành động mang tính hình thức này dường như càng khiến quyền lực của Nhan Lục Nguyên càng thêm kiên cố hơn. Đám thủ lĩnh bộ lạc thấy tộc nhân của mình tôn sùng Nhan Lục Nguyên như thần cũng chẳng còn biện pháp nào nữa. Hơn nữa, còn có hai vị thủ lĩnh lại là tín đồ của Nhan Lục Nguyên nữa chứ. Nhan Lục Nguyên nhớ rõ Nhâm Tiểu Túc từng nói, dùng thân quyền củng cố quyền lực không phải phương thức vững chắc nhất nhưng là phương thức an toàn nhất. Vào lúc Nhan Lục Nguyên đang thất thần, lều lớn vương đỉnh bị người sốc lên, không khí lạnh lẽo đập vào mặt người ngồi bên trong trong vương đình này chỉ có duy nhất một người không chào hỏi gì đã dám vào lều của nhan lục nguyên hắn ngẩng đầu cười nói tỷ lần này lại đi đâu đấy báo cho ngươi tin tốt ở sau lưng núi cống trác ở phía tây bắc có một hồ chứa muối tiểu ngọc tỷ mỉm cười ngồi xuống bên cạnh nhan lục nguyên việc này có thể giải quyết toàn bộ vấn đề muối ăn của cả bộ lạc rồi nhan lục nguyên cười gật đầu đây là chuyện tốt thế nhưng tiểu ngọc tỷ chợt phát hiện dường như nhan lục nguyên không bất ngờ đột nhiên nàng nắm vai nhan lục nguyên ngươi lại hứa nguyện đúng không lần sau ngươi giả bộ vui một tí cho ta xem nào bằng không ta chẳng cảm thấy có tí cảm giác thành tựu gì cả nhan lục nguyên bị đánh đến kêu đau đau quá à tỷ hạ thủ lưu tình a à. sau lần nhan lục nguyên giết người kỳ trước tiểu ngọc tỷ thường xuyên đùa giỡn với nhan lục nguyên thậm chí ngày càng giống tỷ tỷ ruột thỉnh thoảng sẽ đánh em trai mình vài cái chứng kiến cảnh này các tín đồ của nhan lục nguyên không biết làm sao lại càng thêm tôn kính tiểu ngọc tỷ thế nhưng nhan lục nguyên hiểu rõ Tiểu Ngọc tỷ là vậy không phải để nâng cao địa vị của nàng trong mắt người khác mà vì không muốn hắn cảm thấy nặng nề. Mỗi lần hắn cảm giác bản thân sắp bị bóng tối nuốt chửng, Tiểu Ngọc tỷ đều tới đánh hắn một cái, như kéo hắn về từ dưới vực sâu kia, giúp hắn lần nữa lấy lại tinh thần, lần nữa tìm về tính người. Vì thế, Tiểu Ngọc tỷ cố tình trở nên hoạt bát sáng sủa hơn nhằm có thêm ảnh hưởng tích cực tới Nhan Lục Nguyên. Bấy giờ, Nhan Lục Nguyên bị đánh kêu oa oa, Tiểu Ngọc tỷ liếc mắt nhìn, được rồi, đừng giả bộ nữa ta hỏi ngươi vì sao không đụng vào người kỳ kỳ cách tỷ sao tự nhiên lại hỏi chuyện này nhan lục nguyên trầm mặc cô nương nhà người ta ủy khuất chạy tới khỏi ta có phải con bé rất khó coi không ta bảo không phải kỳ kỳ cách là cô nương đẹp nhất vương đình còn đẹp hơn tiểu ngọc tỷ ta nữa tiểu ngọc tỷ cười nói sau đó nàng liền hỏi vì sao nàng ngày nào cũng ở trong lều lớn nhưng ngươi chẳng chạm vào nàng lấy một cái tỷ ta còn nhỏ mà nhan lục nguyên thấp giọng nói thôi đi Tiểu Ngọc Tỷ, trên thị trấn, người bằng tuổi ngươi đã kết hôn từ lâu, hơn nữa còn có mấy đứa nhỏ. Bất quá ta không quan tâm ngươi nghĩ gì, ngươi tự quyết định là tốt rồi, mắc công ngươi lại chê ta dài dòng. Nếu ngươi không thích cô nương trên thảo nguyên thì thừa dịp lần này tới Trung Nguyên cướp về hai người đi. Nha Lục Nguyên ngạc nhiên, tỷ, đây là lời mà ngươi nên nói hả? Nếu ta cướp người ta về, người nhà họ sẽ rất đau lòng. Tiểu Ngọc tỷ suy nghĩ lại bảo, vậy cướp luôn cả nhà nàng. Nói xong, hai người phá cười. Kỳ thật Nhan Lục Nguyên biết Tiểu Ngọc tỷ chỉ đang nói đùa, mà Tiểu Ngọc tỷ cũng biết Nhan Lục Nguyên sẽ không làm thế. Chỉ một câu vui đùa này đã giúp Nhan Lục Nguyên cảm thấy tâm tình tươi sáng hơn rất nhiều. Tiểu Ngọc tỷ bận rộn chuẩn bị trong lều lớn, ta đã chuẩn bị xong đồ cho ngươi rồi. Chuyến đi này kỳ kỳ cách sẽ chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của ngươi. Có nàng đi theo ta cũng an tâm hơn, những người khác đâu biết ngươi thích ăn gì. Ừ, Nhan Lục Nguyên gật đầu, hẳn nàng cũng rất muốn tới nhìn xem Phương Nam có bộ dạng gì. Tỷ chuyến đi này khả năng ta sẽ giết rất nhiều người có khi còn nhiều hơn so với ta tưởng nữa tiểu ngọc tỷ đang thu dọn đồ đạc thì ngừng lại một chút vậy mau quay về tỷ sẽ nấu cháo cho ngươi ngươi nhớ mang một tí dưa muối từ trung nguyên trung quy ăn cháo với dưa muối mới là ngon nhất tiểu ngọc tỷ được hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo tận lực lảng tránh vấn đề này vào lúc này âm thanh hassan vang lên chủ nhân mặt nạ của ngài được đúc xong rồi ngài có muốn thử không mặt nạ Tiểu Ngọc Tỷ nghe Ha San nói thì sừng sốt, vì sao phải đeo mặt nạ? Nhan Lục Nguyên cười rồi nói với Tiểu Ngọc Tỷ, vì tuổi của ta quá nhỏ nên đôi khi thích khuyết uy nghiêm, ảnh hưởng tới việc ổn định quyền lực của vương đình. Kỳ thật hắn chỉ mới nói nửa câu đầu, nửa câu sau là thần linh vốn là sự tồn tại thần bí, nếu hiện giờ Thảo Nguyên cần một vị thần thì hắn sẽ cho người nơi đây một vị thần. Tiểu Ngọc Tỷ nhìn Nhan Lục Nguyên, muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ sửa sang lại cổ áo cho hắn, ta sẽ nói kỳ kỳ cách những điều cần lưu ý trong chuyến đi này. Lần này xuôi nam, ngươi phải trở về bình an, chỉ cần ngươi bình an. Những cái khác đều không quan trọng. Ừ, nhan lục nguyên gật đầu. Nói xong, tiểu ngọc tỷ đi ra, ha cung kính đi vào, đưa mặt nạ cho nhan lục nguyên. Mặt nạ màu đen được khắc hình răng nanh trông cực kỳ uy nghiêm. Nhan lục nguyên nhìn ha ta rất hài lòng, ngươi đi ra đi. Đợi ha rời đi, nhan lục nguyên mới cần mặt nạ trên tay quan sát hồi lâu cuối cùng chỉ thở dài một tiếng rồi bỏ mặt nạ qua một bên. Tiếng vó ngựa vang lên bên ngoài lều lớn, có người nhảy xuống quỳ ngoài lều, chủ nhân, có người tự xưng là người của Khánh Thị tới mang thứ ngài cần. Nhan Lục Nguyên cười nói, tuy hắn không biết Khánh Trần sẽ đưa gì cho mình nhưng xem chừng hiện tại hắn có thể lên đường xuôi nam rồi. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn, Vương ẩn Ngựa không rời vó chạy tới chợ đêm ở phía nam. Không chờ hắn chạy tới chợ đêm đã đụng phải nơi đồn trú cách chợ đêm 40 km về phía bắc thủ pháp hạ trại kia cực kỳ quen thuộc. Khi tới gần, Vương Uẩn mới phát hiện ra binh sĩ trong khu đồn trú thật quen thuộc. Đó chẳng phải là 200 huynh đệ thủ hạ của hắn hả? Sao họ lại ở đây? Đám binh sĩ trốn trong rừng thấy Vương Uẩn lập tức chui ra, quá đỗi vui mừng hô, trưởng quan, ngài trở về rồi. Cọc ngầm nhìn vài huynh đệ đi theo bên người Vương Uẩn, chưa ai chết thì càng thêm vui vẻ. Xem ra hành động lần này của trưởng quan nhà mình rất thuận lợi, quân số không chút suy giảm. Vương Uẩn thấy mọi người đóng quân ở đây thì ngây người, các ngươi vào núi chưa? Sao không tụ hợp với ta? Hơn 200 huynh đệ trong doanh địa lao ra, trưởng quan, không phải người cho chúng ta rút lui à? Chúng ta tìm được ký hiệu ngài lưu lại mà. Bấy giờ, Vương Uẩn thiếu chút nữa là phun ra một búng máu. E rằng đây là sai lầm lớn nhất từ khi hắn tiến vào hệ thống tình báo tới nay. Hắn biết các huynh đệ sẽ không nói dối, nhất định đã có người thay đổi ký hiệu hắn lưu lại mới khiến mọi người rút lui. Vương Uẩn thầm nghĩ trong đầu, ai sẽ là trò này chứ đúng là thiếu đạo đức quá mà bất quá hiện tại vương uẩn không có thời gian nghĩ tới những thứ này hắn nói lập tức quay về khổng thị với ta dọc đường này không được tin tưởng bất kỳ người nào trong hệ thống tình báo nếu có người đột nhiên tới gần lập tức chuẩn bị chiến đấu giết không cần lý do ba bước cuối cùng mới là nguy hiểm nhất hiện giờ vương uẩn đang giữ ổ cứng cướp được từ vương văn yến hắn phải bảo vệ thứ này khỏi hai đối thủ cạnh tranh đường về chắc chắn không an toàn Lúc rời đi đương nhiên mọi người vui vẻ chào đón. Hiện tại muốn về e rằng còn khó hơn lên trời. Nói không chừng trên đường về sẽ có người tới chặn giết hắn nữa. Mà đúng như Vương Uẩn dự liệu, buổi tối sắp về tới Khổng Thị, còn cách 100 km họ liền đụng phải phục kích. Mà Vương Uẩn cũng nào phải người hiền lành gì. Hắn một đường dẫn theo các huynh đệ giết ra. Điều đáng ăn mừng là đối phương không ngờ Vương Uẩn có thể an toàn rời khỏi Thánh Sơn, hơn nữa người bên dưới còn chẳng chết lấy một ai. Tuy hai đối thủ cạnh tranh muốn giết hắn nhưng cũng không thể tạo ra động tĩnh quá lớn. Kết quả đội ngũ phục kích còn chẳng nhiều bằng nhóm người của Vương Uẩn. Vương Uẩn bỗng có phần cảm tạ người đã chơi hắn kia. Ít nhất nhờ vậy mà hắn có thể bảo toàn lực lượng. Ngày thứ hai thì đám người về tới khổng thị, binh sĩ canh gác cổng ra vào phụng mệnh kiểm tra đám người lại có ý trì hoãn không để Vương Uẩn tiến vào. Đại đội trưởng khó xử nói, Vương Uẩn trưởng quan, chúng ta cũng chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Ba ngày sau là ngày vào được rồi. Giờ khác này Vương Uẩn đột nhiên ý thức được hẳn sắp có kết quả về người sẽ quản lý hệ thống tình báo của khổng thị rồi. Không được, hắn không thể ngồi chờ chết. Vương Uẩn nhỏ giọng nói, ta không biết ai ra lệnh cho ngươi, thế như ngươi có từng nghĩ tới việc chen chân vào tranh đấu của cục tình báo có bao nhiêu nguy hiểm. Ngươi tên là Tiền Thích Văn đúng không? Nhà ngươi ở số 76 phố Đức Dương. Ngươi có vợ và con gái, tình nhân bao nuôi sống ở phố Tây Hưng. Năm trước nàng vừa sinh con trai cho ngươi, ta nhớ nhạc phụ ngươi vẫn còn nhiều thuộc hạ trong quân vị trí đại đội trưởng này cũng do nhạc phụ ngươi ban tượng. Ngươi nghĩ xem, nếu hắn biết ngươi có vợ bế, sẽ làm gì ngươi? Năm trước ngươi uống rượu say đánh nhau, kết quả đánh chết người nhưng không bồi thường tiền, ngược lại còn dẫn quân tới nhà uy hiếp thân nhân người bị hại. Ngươi cảm thấy chừng này tội đã đủ để đẩy ngươi ra tòa án quân sự chưa? Chỉ nhớ vương uẩn thật sự quá kinh khủng, chỉ cần đọc qua tin tức một lần hắn sẽ nhớ kỹ. Bấy giờ, sắc mặt tiền thích văn nháy mắt ảm đạm đi quả hiện đụng phải người trong cục tình báo hắn chỉ có thể tự rước lấy nhục. Hơn nữa, tiền thích văn bỗng nhận ra, dường như Vương Uẩn đã lường trước bản thân sẽ bị cản trở nên trước khi rời đi liền nắm bắt nhược điểm của họ, khiến họ chỉ có thể để hắn vào hàng rào. Vương Uẩn không phải người thường, lúc rời đi khổng thị sao hắn không lường trước về ngày hôm nay chứ. Tiền thích văn vùng vẫy nửa ngày, cuối cùng quay đầu nói với thủ hạ, mở cửa. Vương Uẩn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn cười nói với tiền thích văn, tất có hậu bạo, nói xong hắn liền dẫn đội vào chuyện đầu tiên hắn làm không phải báo cáo công tác mà quay về phòng an toàn của mình xem thử rốt cục trong ổ cứng chứa thứ gì mà khi đọc được nội dung trong ổ cứng vương uẩn lập tức chấn kinh vương uẩn không ngờ đồ hắn cướp lại qua trọng như thế chuẩn bị xe cho ta vương uẩn nói với cấp dưới ta muốn tới phòng giam cơ mật bí mật thẩm vấn nhân viên hỏa chủng nếu nội dung trong ổ cứng là thật vậy hỏa chủng chắc chắn phải khuất phục khổng thị hơn nữa chức vị người quản lý này vào tay Vương Uẩn hắn là cái chắc. Những người khác không thể nào đấu lại với hắn. Vương Uẩn không ngờ Vương Văn Yến lại tặng cho hắn một phần đại lễ. Bất quá Vương Uẩn muốn xác nhận trước rồi mới trình thứ này lên. Khi Vương Uẩn vào hàng rào thì rất nhiều đại nhân vật trong khổng thị cũng biết tin hắn đã quay về. Vì thế, nhóm đại nhân vật này ôm tâm tình xem náo nhiệt, quan sát Vương Uẩn và hai người cạnh tranh khác người sống ta chết ngồi lên trước người quản lý. Cuộc tranh đoạt này đã rằng co được một tháng, vốn chỉ còn ba ngày nữa là có kết quả ai rè vương uẩn lại đột nhiên trở về khiến tiết mục này càng thêm phần đặc sắc có người nói khi vương uẩn tiến vào hàng rào trên người dính đầy máu nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn là vương uẩn không lập tức đi gặp người đứng đầu khổng thị mà sau khi rời khỏi phòng an toàn hắn lại đi tới phòng giam cơ mật ngay cả đối thủ cạnh tranh của vương uẩn cũng không biết hắn muốn làm gì lần này vương uẩn trở về bộ dáng thật sự rất khác thường trưởng phòng tình báo phòng một cười nói hẳn vật thí nghiệm không một rất mạnh, nó sẽ không chịu đi cùng Vương Uẩn về đây làm chuột bạch đâu. Tỷ lệ hắn thành công là rất thấp. Bất quá chúng ta không thể lơ là. Đi, xem thử hắn tới phòng giam cơ mật làm gì. Bấy giờ Vương Uẩn đã tới nơi. Lần này chẳng ai ngăn hắn lại cả, Vương Uẩn một đường thuận lợi đi vào. Thân là trưởng phòng phòng tình báo số 2, quyền lực của Vương Uẩn lớn tới dọa người. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều người kiên kỵ hắn. Cấp dưới Vương Uẩn ở một bên nói, trưởng quan, người của hỏa chủng đã được chuyển tới phòng thẩm vấn. Đây là thành viên T4 của hỏa chủng, y rất cứng rắn, không chịu nói chuyện gì cả. Chúng ta có cần chuẩn bị dụng cụ hành hình cho ngài không? Không cần đâu. Vương Uẩn lắc đầu, ta không tới để thẩm vấn hắn. Các ngươi ở bên ngoài quan sát, không được để bất kỳ ai tiến vào, tắt máy thu hình đi. Cấp dưới lập tức đi tìm ngục trưởng yêu cầu tắt máy giám sát đi. Tuy điều này là phá vỡ quy định vốn có nhưng không sao, trong tay Vương Uẩn có nhược điểm của giám ngục trưởng, Chút việc nhỏ này không tới mức không làm gì được. Vương Uẩn đợi camera đã tắt mới đẩy cửa tiến vào phòng thẩm vấn. Đèn chân không có chút chói mắt, bên trong là T4 đang ngồi bất động. Bị giam giữ thời gian dài và không ngừng thẩm vấn khiến hắn mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. T4 thấy có người vào thì thần sắc cũng chẳng chút nào biến hóa, hôm nay lại muốn hỏi gì? Vương Uẩn không nói lời nào, chỉ lấy một máy ghi âm ra, bên trong là file thu âm nội dung tài liệu trong ổ cứng. Sau một lúc, Vương Uẩn ấn nút âm thanh kỳ quái phát ra trong không khí. T4 nghe được âm thanh thì nét mặt nghi hoặc. Dường như đang nghi hoặc không biết Vương Uẩn muốn làm gì. Thế nhưng một giây sau, thành viên hỏa chủng đột nhiên mất đi chi giác, ngã sang một bên sủi bọt mép. Vương Uẩn đứng dậy vạch mí mắt đối phương lên, xác nhận đối phương thật sự đang hôn mê thì đứng dậy, hít một hơi dài rồi rời khỏi phòng thẩm vấn trưởng quan. Thuộc hạ đứng bên ngoài nghi ngờ nhìn Vương Uẩn, họ lại thấy nét mặt trưởng quan nhà mình đầy ý cười. Nụ cười kia ngày càng rõ, mãi tới khi Vương Uẩn không ức chế nỗi nữa mà cười ha hả trong phòng giam, chuẩn bị tới biệt thị của Khổng Đông Hải, người cầm quyền đương thời của Khổng thị. Nội dung trong ổ cứng kia là âm tần nhắm vào đối tượng là thành viên hỏa chủng cùng một tí tư liệu về ghen đi kèm. Cũng như việc hỏa chủng khống chế nhện khổng lồ rồi để nó sống trong rừng vậy. Họ dám làm thế vì họ nắm giữ chìa khóa khống chế chúng. Mà những nhân viên hỏa chủng này chẳng khác nào đám nhện khổng lồ trong mắt cao tầng hỏa chủng. Trong gen có một ít thứ quản chế bẩm sinh khiến họ vĩnh viễn không bao giờ phản bội tổ chức. Cho nên những năm gần đây, dù hỏa chủng đối xử với cấp dưới nghiêm khắc cũng chẳng ai dám phản bội hoặc chạy trốn, đều vì hỏa chủng nắm giữ quyền sinh sát của họ trong tay. Thế nhưng thứ này cũng mang tới cho hỏa chủng tai họa ngầm. Một khi số tài liệu này lọt ra ngoài, toàn bộ đế chế hỏa chủng gây dựng nên đều chẳng khác nào lâu đài cát, tiêu tán trong gió. Khi đọc xong tài liệu này, Vương Uẩn không thể kiềm chế được kích động sao hắn có thể không kích động được kia chứ hòa chủng và khổng thị là láng giềng một kẻ ở phía nam một bên ở phía bắc hai bên không biết đã âm thầm xung đột với nhau bao nhiêu năm hơn nữa cả hai đều không nguyện ý buông bỏ sự thèm thuồng tài nguyên của phía bên kia mà hiện tại hòa chủng chỉ có thể chờ chết thế nhưng văn bản này hẳn là cơ mật của hòa chủng mới đúng sao có thể bị vương văn yến trộm mất vương uẩn nỗ lực suy nghĩ thế nhưng kỹ thuật về điện tử của hắn không cao trong lúc nhất thời hắn không nhận ra chuyện này có gì kỳ quá. Chỉ có thể nói Vương Văn Yến không quá lợi hại mà thôi. Vào lúc Vương Uẩn chuẩn bị rời khỏi phòng giam cơ mật thì dừng lại. Cấp dưới hỏi, trưởng quan, sao thế? Thứ này rốt cục ta cướp được là do trùng hợp hay vì Vương Văn Yến cố tình để như thế? Vương Uẩn suy nghĩ. Cấp dưới nói, ta cảm thấy chưa chắc là trùng hợp. Nếu không có ngài thì thật sự trong nhóm chúng ta không ai chống đỡ được trước mặt hắn vương văn yến một khi hóa thành xương đen thì khác nào bất tử dù là súng đạn cũng chẳng cách nào tạo thành thương tổn cho hắn hắn đi trộm tư liệu hiếm có người nào ngăn được chỉ là xui xẻo đụng phải ngài thôi năng lực của vương uẩn đúng là thiên địch của vương văn yến vì thế chuyện này trông chẳng khác nào vương văn yến lật thuyền trong mương cả thế nhưng vương uẩn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng vương văn yến sớm không trộm muộn không trộm hết lần này tới lần khác lại trộm vào lúc hắn đi ngang qua hơn nữa chủ nhân an kinh tự cũng có mặt tại thánh sơn vì sao không đoạt tư liệu này chứ nay có phần vô tư quá rồi trưởng quan còn vấn đề gì à cấp dưới hỏi vương uẩn cười không có gì chuẩn bị xe đưa ta tới biệt thự của khổng đông hải trưởng quan bấy giờ vương uẩn đã là tên trên dây không bắn không được hắn trở lại khổng thị mà không có cầm về vật gì giá trị sợ rằng khó sống mà rời khỏi đây dưới sự theo dõi của hai đối thủ cạnh tranh kia cho nên mặc kệ phía sau ổ cứng này cất dấu âm mưu gì thì vương uẩn vẫn phải tiếp tục tiến lên hơn nữa lần trở về này vương uẩn không có ý định sẽ ở lại khổng thị mãi vương uẩn đã có kế hoạch khác ban đêm tin tức chấn kinh phát ra từ biệt thự của khổng đông hải người quản lý cục tình báo đổi chủ dường như khổng đông hải rất vui lập tức đưa ra quyết định mà không đợi ba ngày sau hôm sau mọi người đều tưởng vương uẩn kế vị sẽ quét sạch hai đối thủ cạnh tranh của mình trung quy hai người kia từng nửa đường chặn giết hắn Điều này có thể nói đã tạo thành mối quan hệ không chết không ngừng. Nhưng Vương Uẩn không làm vậy. Hắn hạ cho tất cả các hàng rào trong khổng thị bí mật thanh tẩy người của hỏa chủng. Những năm gần đây, khổng thị và hỏa chủng không ngừng xung đột. Hai bên sắp xếp không ít gián điệp vào địa bàn của nhau. Điều này khiến khổng thị cực kỳ phiền não. Hai bên âm thầm giao chiến không biết bao nhiêu năm. Khổng thị trước giờ vẫn luôn thua thiệt vì thủ đoạn bồi dưỡng gián điệp của hỏa chủng rất cao minh. Hơn nữa độ trung thực cũng cực cao, Mặc dù họ bắt được gián điệp của hỏa chủng cũng rất khó mà thẩm vấn được gì. Về điểm này thì đúng là khổng thị thua xa hỏa chủng. Hiện tại không giống lúc trước, khổng thị đã nắm được điểm yếu của hỏa chủng. Bất kỳ lúc nào cũng có thể ra tay. Dường như cùng lúc, hơn 20 hàng rào của khổng thị nhao nhao phát ra một loại âm thanh. Ngay sau đó, cư dân bên trong hàng rào bắt đầu thấy được chuyện kỳ quái xảy ra. Hoặc có người đang đi đường bỗng té ngã trên mặt đất, rùi bọt mép. Hoặc đồng nghiệp đang ngồi cùng bàn nằm sấp lên bàn tắt thở. Hoặc trong quân đội của Khổng Thị có người té ngã trên mặt đất, cứu cũng không kịp. Chỉ trong một ngày, Khổng Thị đã quét sạch 628 gián điệp của hỏa chủng. So sánh với nhân số hàng rào thì không tính là bao nhiêu. Thế nhưng hỏa chủng có thể sắp xếp ngần ấy gián điệp và hỏa chủng khiến cao tầng Khổng Thị thấy mà sợ hãi. May mà Vương Uẩn đã mang ổ cứng về, bằng không thì chẳng biết chừng một lúc nào đó, đám gián điệp này sẽ trở thành tai họa ngầm của hỏa chủng. Phải biết có một gián điệp là lữ trưởng của một tổ. Vì thế, khổng đông hải lần nữa gọi vương uẩn vào biệt thự một mặt để sắp xếp kế hoạch tình báo mặt khác để cho tặng huy chương tối cao cho vương uẩn vương uẩn nhìn khổng đông hải tóc bạc trắng trong biệt thự xa hoa ông chủ trong hệ thống tình báo của ta vương uẩn muốn mượn cơ hội lập công để đuổi hai người từng cạnh tranh với hắn đi kết quả khổng đông hải ngắt lời ta biết chuyện xảy ra giữa các ngươi cũng lý giải được tâm tình của ngươi nhưng người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết hiện giờ ngươi đã là cấp trên của họ người thắng nên rộng lượng một chút nếu ngươi vừa nhậm chức đã đuổi tận giết tuyệt hai người kia, những người khác sẽ nhìn ngươi thế nào? Vương Uẩn a, à, ngươi đã trở thành đại nhân vật của Khổng Thị, phải học cách tha thứ. Mấy lời tiếp theo cũng chỉ nôm na là thế. Vương Uẩn biết rõ đối phương muốn để hai người kia ở lại phòng tình báo là để khống chế hắn, tránh cho hắn nuốt trọn chỗ này. Bất quá Vương Uẩn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nếu không tối hôm qua hắn đã giết hai tên cai rồi. Trên chiến trường giết người thấy máu nhưng trong hàng rào là giết người như hầm canh vậy. Vương Uẩn không vội, người thiếu nợ hắn thì sớm muộn gì cũng phải trả mà thôi. Vương Uẩn cười nói, ông chủ nói đúng. Hôm nay ta còn chuyện khác muốn báo, dường như Hỏa chủng đã cảm nhận được nguy cơ nên dồn tất cả binh lực từ hướng bắc hàng rào qua hướng nam. Bộ dáng hẳn là phòng bị, sợ bị chúng ta tấn công. Yên tâm đi. Khổng Đông Hải thong thả nói, đồ ngươi mang về lần này rất hữu dụng. Họ có tập kết nhiều binh lực hơn cũng chẳng để làm gì. Ngược lại, ta đang lo lắng Hỏa chủng chuẩn bị đối sách chung quy chúng ta không am hiểu gì về ghen cả. Vạn nhất họ tìm ra cách thoát khỏi thủ đoạn khống chế này thì sao? Nếu thế chúng ta liền mất đi cơ hội tốt rồi. Ta kêu ngươi tới là muốn hỏi, ngươi cảm thấy chúng ta có nên rèn sắt khi còn nóng hay cẩn thận từng bước? Vương Ẩn cúi đầu, thuộc hạ ngu dốt, không nhìn xa trông rộng như ngài nên không dám tùy ý đưa ra đề nghị. Việc này toàn bộ đều do ngài định đoạt, chúng ta sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành công tác tình báo. Khổng Đông Hải cười nói, được rồi, ngươi nghỉ ngươi đi gần đây vất vả cho ngươi. Phía bên này ta đã cho người truyền bản ghi âm tới tiền tuyến. Lần này khổng thị không cần tốn nhiều sức cũng có thể thâu tóm được hỏa chủng. Thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một nam nhân trung niên vội vã chạy vào. Vương Uẩn nhận ra người này là thư ký của khổng Đông Hải. Thư ký nhìn thoáng qua Vương Uẩn rồi nói với khổng Đông Hải, ông chủ, có tin xấu. Nói thẳng đi, Vương Uẩn không phải người ngoài. Sau này các ngươi sẽ còn qua lại rất nhiều. Kết quả thư ký nói, Tiền tuyến truyền tin nói hôm nay hệ thống chỉ huy tác chiến và cơ giới trên tiền tuyến đều không hoạt động nữa. Khổng Đông Hải thoáng cái đứng lên, tại sao lại có chuyện này? Đám người kia làm ăn kiểu gì thế? Có tra ra nguyên nhân chưa? Kỹ sư dưới trướng khổng phương quân bảo có người đã xâm lấn hệ thống. Thư ký nhìn vương uẩn một cái. Xâm lấn hệ thống. Khổng Đông Hải nghi ngờ. Đúng, quân đội vừa cắm bản ghi âm và liền gặp chuyện này. Thư ký nói. Lúc này vương uẩn cao mày, không phải ta đã nói máy tính cắm usb phải cắt đứt liên hệ với hệ thống máy tính khác sau đó độc lập phát ra à vì sao bọn họ không nghe vốn vương uẩn đã cảm thấy bất an chỉ là hắn không còn cách nào khác mới phải nộp ổ cứng lên vì không để chuyện ngoài ý muốn xảy ra vương uẩn thậm chí còn đặc biệt căn dặn mọi người thao tác chuẩn bị phòng việc tập tin ghi âm có vấn đề thế nhưng vương uẩn không ngờ người ở tiền tuyến không nghe lời hắn vốn vương uẩn còn muốn thu lại băng ghi âm nhưng chẳng biết vì sao sau khi thu âm lại thì âm tần đã mất tác dụng ban đầu khổng đông hải còn nghi ngờ vương uẩn thế nhưng nghe vương uẩn nói thế hắn mới nhận ra đúng là có chuyện cho nên không trách tội vương uẩn nữa ngài từ đâu mà có được tập tin ghi âm này thư ký hỏi ta giành được từ tay vương văn yến của vương thị cũng vì lo lắng có trá nên ta đã nói rõ ràng từ đâu vương uẩn lạnh giọng nói vì sao tiền tuyến không tuân theo quy tắc ta đã đưa ra lập tức lùng binh sĩ thực hiện hành động này. Ta hoài nghi đây là gián điệp của An Kinh tự hoặc Vương Thị. Thư ký im lặng hai giây rồi nói, tham mưu thực hiện đã nuốt độc tự sát. Vương Uẩn có phần sừng sốt. Hắn không ngờ cái bẫy mà An Kinh tự dựng ra cho hắn nằm ở đây. Đối phương đã nắm chắc tập tin ghi âm sẽ được đưa tới đây nên sớm sắp xếp một gián điệp ở tiền tuyến, không vì bất kỳ cái gì, chỉ vì giây phút này. Hắn đã phòng bị nhưng cuối cùng lại mất đi đại thế trong tay một gián điệp nho nhỏ, đối phương dùng một bước che phủ một bước. Cuối cùng sử dụng một cái đinh ốc nhỏ mà khiến cả hệ thống tác chiến của tiền tuyến khổng thị mất đi tác dụng. Đội cơ giới này chỉ còn là một đống sắt vụn. Tuy tiền tuyến xảy ra vấn đề nhưng Vương Uẩn cảm thấy việc này không phải trách nhiệm của hắn. Trung quy những gì cần hắn đều làm hết cả rồi, bây giờ xảy ra chuyện thì liên quan gì tới hắn. Khổng Đông Hải dường như có chút mệt mỏi, hắn nói với Vương Uẩn, ngươi triển khai điều tra việc này đi, cần phải tra ra hết gián điệp của Vương Thị và An Kinh tự cho ta vương uẩn gật đầu tuân lệnh rồi rời khỏi biệt thự bấy giờ trong lòng hắn còn có chút đồng tình với chỉ huy tiền tuyến chuyện lớn thế này e rằng con đường trước mắt của đối phương đã khó lòng giữ được khổng đông hải là người không chứa nổi hạt cát trong mắt làm việc với một người như thể phải vô cùng cẩn thận mới được sở dĩ gọi hắn là ông chủ vì trong cả liên minh hàng rào không ai dám lấy danh nghĩa độc lập hoàn toàn tập đoàn như cũ vẫn là tập đoàn vương uẩn ngồi trên chuyên xe của mình Kết quả vừa ngồi vào hắn liền phát hiện có điều không đúng, bởi vì lái xe không phải người của hắn. Bất quá Vương Uẩn vẫn bất động thanh sắc quan sát tình huống ven đường, không vạch trần chuyện này. Một lát sau, xe bỗng chạy vào đường lạ, không phải đường tới cơ quan tình báo hay nhà riêng của Vương Uẩn. Hơn nữa, phía trước hay sau đều có xe đột nhiên rẽ từ trong ngõ hẻm ra bọc hậu. Vương Uẩn nhớ rõ biển số của những chiếc xe này. Đây đều là xe của hệ thống tình báo, nằm dưới sự cai quản của phòng tình báo số 3 sắc mặt vương uẩn âm trầm mãi tới tận lúc này hắn cũng chẳng thèm nói nhiều nửa lời với tên tài xế lạ lẫm trước mặt vào lúc xe sắp rẽ qua một ngã tư vương uẩn hừ lạnh một tiếng bầu không khí trong xe bỗng xáo động tài xế bị xung lực to lớn đẩy ngã vào tay lái đầu đụng tới chảy máu cửa xe hai bên chỗ ngồi của vương uẩn bị ép tới văn ra ngoài bản thân hắn thì xoay người nhảy khỏi xe vì quán tính mà lăn vài vòng mới dừng lại xe phía sau dừng lại vương uẩn thấy có người cầm súng đi xuống Vương Uẩn không kịp nghĩ nhiều, hắn giơ tay vươn về phía chiếc xe đó, xoay tay một cái, tiếng nổ trầm đục ầm ầm vang lên, pháo khí từ tay hắn bắn ra, va chạm với chiếc xe khiến nó bị phá hủy. Xe bị ngoại lực chèn ép lật nghiêng sang một bên. Vương Uẩn đứng dậy kéo kéo cà vạt trên tay trang, nhanh chóng quay về phòng bí mật của mình. Hiện tại hắn không thể rời khỏi hàng rào, chỉ sợ hiện tại khắp nơi trong hàng rào đều bị quân đội bao vây. Trong hàng rào dám ám sát người quản lý cục tình báo đây không phải việc trưởng phòng hai phòng kia dám làm nhất định là lệnh của khổng đông hải khổng đông hải vừa rồi bảo hắn quay về điều tra chuyện gián điệp kỳ thật chỉ là kế hoãn binh chỉ có khi hắn rời khỏi biệt thự thì đối phương mới có thể đảm bảo an toàn hạ lệnh lùng bắt thế nhưng vương uẩn nghĩ không ra vì sao khổng đông hải tự nhiên lại muốn bắt hắn tuy chuyện của tiền tuyến có quan hệ với hắn nhưng trách nhiệm đâu phải hoàn toàn thuộc về hắn vương uẩn chạy như điên trên đường không ít cư dân đã tỉnh ngủ mà thông qua cửa sổ tò mò đánh giá hắn Vương Uẩn thầm cảm thấy bất đắc dĩ, nếu là ban ngày trên đường nhất định có không ít người. Bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể hòa vào dòng người trốn thoát. Thế nhưng hiện tại là nửa đêm, trên đường không có ai cả. Hắn rất dễ trở thành mục tiêu gây chú ý. Đột nhiên, Vương Uẩn chậm rãi dừng bước. Phía đầu đường đối diện hắn đang có đại đội trưởng tiền thích văn dẫn theo binh sĩ dựng chứng ngại vật trên đường, thế nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất. Quan trọng nhất là bên cạnh tiền thích văn là 10 thuộc hạ của hắn đang bị khống chế sau lưng mỗi người đều bị một họng súng chĩa vào cấp dưới thấy vương uẩn xuất hiện thì hô to trưởng quan ngươi đi đi đừng lo cho chúng ta vương uẩn thầm cười khổ trong lòng hắn đi thế nào cho được hắn giơ hai tay lên chậm rãi đi qua ta là người quản lý cục tình báo vương uẩn ta muốn gặp ông chủ ta trong sạch tiền thích văn cười lạnh trong sạch của ngài không do chính ngài định đoạt vào phòng giam cơ mật giải thích với đồng sự của ngài đi nói xong vài binh sĩ cảnh giác mười phần tới gần Vương Uẩn. Vốn họ còn tưởng Vương Uẩn sẽ không để ý tới an toàn của cấp dưới mà phản kháng. Thế nhưng từ từ, họ phát hiện Vương Uẩn thật sự đầu hành. Thuộc hạ của Vương Uẩn có phần tuyệt vọng, trưởng quan, ngươi không cần vì chúng ta mà ở lại. Họ không ngăn được ngươi. Vương Uẩn cười, chạy đi đâu. Họ chắc chắn đã bố trí thiên la địa võng chờ ta. Như thế cũng tốn, tránh cho ta tốn sức. Đám thuộc hạ im lặng, họ hiểu rõ đây chỉ là vương uẩn kiếm cớ an ủi họ mà thôi trước kia dù là tình huống khó khăn thế nào thì vương uẩn cũng chưa bao giờ thất thủ chịu trói họ còn chưa nói hết thì binh sĩ bên cạnh đã dùng cán súng đánh ngất vương uẩn nhanh chóng đưa hắn tới phòng giam bí mật đám thuộc hạ của vương uẩn thấy một màn này thì tức giận mà la hét điên cuồng thế nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn đợi khi vương uẩn tỉnh lại hắn đã ngồi trong phòng thẩm vấn lạnh như băng hai tay bị còng lại đồ đạc trên người đều bị lấy đi sạch dù là giày cũng chẳng còn chỉ còn mỗi áo sơ mi trắng cùng quần tây vương uẩn đạp chân lên mặt đất ánh đèn trên đỉnh đầu có chút ảm đạm âm trầm bấy giờ cửa phòng bị đẩy ra trưởng phòng phòng một của cục tình báo đi vào cười nói với vương uẩn e rằng chính vương trưởng quan cũng không ngờ sẽ có ngày bản thân ngồi ở đây trong lúc nói chuyện lỗ tiếng không đi vào mà chỉ đứng ngay cửa phòng chẳng dám tùy tiện tới gần vương uẩn tỉnh táo nói không cần nhiều lời nói thẳng đi hiện tại ta là tù nhân Lỗ trưởng phòng đứng xa như thế chẳng lẽ là sợ một tên tù nhân như ta à? Lỗ tiếng cười, vương trưởng quan quả thật khác với người bình thường, tới nhà giam cơ mật vẫn có thể khí định thần nhàn như thế. Bất quá ta đúng là không dám tới gần, chung quy ta cũng đâu phải siêu phàm giả. Vì sao bắt ta? Vương Uẩn nói, ta muốn gặp khổng đông hải. Bắt đầu kêu luôn cả tục danh của ông chủ rồi. Lỗ tiếng kéo một cái ghế tới ngồi trước cửa, cười nói từ phía xa, chỉ là hiện tại ông chủ sao có thể tới nơi này gặp ngươi. Nói đi, ngươi liên thủ với Khánh Thị bằng cách nào? Việc tiền tuyến khổng thị bị Vương Thị ám hại liên quan gì tới ngươi? Vương Uẩn nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Chuyện nghi ngờ hắn có qua lại với Vương Thị hắn hiểu. Thế nhưng Khánh Thị là sao? Từ khi nào hắn quen biết người của Khánh Thị? Kết quả bấy giờ, lỗ tiếng lấy một sấp hình từ trong túi áp ra ném lên mặt bàn trước mặt Vương Uẩn. Xem chút đi, đây là tin tức chúng ta vất vả lắm mới tìm được. Vương Uẩn nhìn tới thì phát hiện quang cảnh trong ảnh chụp là ở Thành Sơn. Trong ảnh, hắn như đang thì thầm to nhỏ gì đó với la lam trí nhớ của vương uẩn rất tốt vì thế chỉ dựa vào góc độ hắn cũng có thể hồi tưởng được khi ấy người ngồi ở chỗ chụp được những góc chụp này chỉ có đại lừa dối mà thôi giờ khác này vương uẩn thầm chửi ầm trong lòng nhân tiểu túc đại lừa dối đám người tây bắc các ngươi thật sự là quá thất đức rồi vương uẩn ở trong ngục giam bí mật trải qua một trận bệnh nặng kỳ thật hiện tại siêu phàm giả rất khó bị bệnh vương uẩn biết hắn chỉ là bị tức tới sinh bệnh mà thôi vất vả lắm hắn mới leo được tới vị trí người quản lý cục tình báo của khổng thị. Kết quả lúc này vừa mới ngồi được một hôm, ngồi còn chưa nóng chỗ đã bị người ta lừa rồi. Hơn nữa còn không phải một nhà xa hố hắn là là vương thị cùng Tây bắn một lần xa hố hắn. Hai nhà này hẳn không hề hợp mưu gì nhưng lại ra tay cùng một lúc, tạo thành hiệu quả bạo kích cho hắn. Về vấn đề ở tiền tuyến, vương uẩn càng nghĩ càng cảm thấy kỳ thật việc này có phần kỳ quặc. Tuy không phải ai cũng có thể tiến vào bộ chỉ huy và tiếp xúc với hệ thống tác chiến nhưng binh sĩ bình thường không cách nào có thể mang thiết bị điện tử tiến vào quân doanh cả. Đây là thế cục do An Kinh tự và Vương Thị tạo thành. Đối với những người đó mà nói, việc dựa vào một cái ổ cứng để đối phó tiền tuyến khổng thị còn chẳng hiệu quả bằng họ tự tay làm. Những cách khác tuy hơi khó hơn nhưng không phải không có. Họ lại lợi dụng hắn để thực hiện chuyện này cho thấy đám người đó muốn chơi hắn. Vì thế, Vương Uẩn bỗng nhiên nhận ra, đối phương vẽ vời thêm chuyện chắc chắn là để gài bẫy hắn rồi. Nếu hắn không thành công, đối phương vẫn có thủ đoạn khác đối phó, làm tê liệt tiền tuyến. Sau đó cộng với phía bên đại lừa dối ra tay, Vương Uẩn càng không ngờ chuyện này sẽ xảy ra. Quá thất đức. Hiện tại Vương Uẩn cảm thấy người sửa lại ký hiệu để thủ hạ hắn rút lui cũng là nhâm tiểu túc và đại lừa dối. Dù hắn không có chứng cứ gì nhưng hai chuyện này đều thiếu đạo đức như nhau. Theo tình hình chung mà nói, người có thể vô lại như thế thật sự rất khó tìm bất quá vương uẩn nghĩ mãi không ra mọi người không thủ không oán vì sao hai nhà đó đều đồng loạt nhắm vào hắn nhằm vào chính mình kỳ thật nhâm tiểu túc cũng từng hỏi đại lừa dối về chuyện này nhâm tiểu túc không biết việc gài bẫy vương uẩn sẽ mang tới lợi ích gì đại lừa dối trả lời rất cần thiết nếu để người như vương uẩn gia nhập hệ thống tình báo khổng thị là chuyện cực kỳ nguy hiểm với các thế lực khác từ lúc mới vào hệ thống tình báo vương uẩn đã chứng tỏ được sự tài giỏi của mình hắn chấp hành nhiệm vụ được giao gọn gàng mà linh hoạt năng lực điều tra hiếm người địch lại hơn nữa còn có trí nhớ thiên hạ vô song người như vậy nếu ở địa vị thấp hoàn toàn không có cách nào phát huy hết năng lực của mình thế nhưng nếu để hắn trở thành người quản lý cục tình báo thì chẳng khác nào một trận đại nạn với gián điệp của các thế lực khác nói không chừng một lúc nào đó làm không tốt chiến hữu của ngươi sẽ bị hắn lôi ra tra tấn thảm hại vì thế nếu nhân tài như vậy không tới tây bắc thì nên giết hắn cho sớm đương nhiên đại lừa dối càng có khuynh hướng để Vương Uẩn trải qua một ít khổ sở rồi tới Tây Bắc là tốt nhất. Từ trước tới nay, đại lừa dối làm việc cứng rắn lại minh bạch. Đã kêu ngươi tới Tây Bắc thì phải khiến ngươi trừ Tây Bắc ra không còn chỗ nào khác có thể đi. Điều duy nhất ngoài ý muốn là, theo kinh nghiệm từ trước tới giờ của đại lừa dối, dù khổng đông hải có đa nghi tới đâu cũng không thể vì một tấm hình thế này mà nghiệm hình bức cung với Vương Uẩn. Tối đa chỉ khiến Vương Uẩn không được trọng dụng nữa thôi. Kết quả hắn không ngờ Vương Thị đồng loạt ra tay, trực tiếp đẩy Vương Uẩn vào con đường này. Cho nên, hiện tại đại lừa dối đã bắt đầu nghĩ tới việc cứu Vương Uẩn rồi. Chỉ là Vương Uẩn không kịp chờ tới khi có người tới cứu thì chiến tranh giữa Khổng Thị và Hỏa Chủng đã nổ ra. Ở bên cạnh của Khổng Thị và Hỏa Chủng, binh sĩ nằm trong vị trí của Khổng Thị đột nhiên vượt quá phạm vi canh gác, phát sinh chiến đấu không cần thiết với Hỏa Chủng. Điều này khiến Khổng Thị bất ngờ, vì hệ thống tác chiến đã bị phá hư nên dù ban chỉ huy đã hạ lệnh lui về thì tổ đội tác chiến này vẫn như bị lạc đường, đi vào địa bàn của Hỏa Chủng. Sau đó, hai bên bắt đầu đánh nhau. Nhân số không hơn trăm người nhưng vào xế chiều ngày hôm đó, hai bên đều có binh sĩ được huấn luyện tham gia, dẫn tới một hồi rằng co kịch liệt. Núi Bách Xích là giao giới của hai bên. Lúc trước nơi này là một vùng non xanh núi biếc, thế nhưng bây giờ đã biến thành cối say thịt người. Không ai biết vì sao tổ đội đó của khổng thị lại đột nhiên lạc đường, cũng chẳng ai biết mục đích của trận chiến này là gì mà hai bên lại đột nhiên đánh nhau. Bộ chỉ huy khổng thị nhận được tin tức thì dứt khoát phát một binh đoàn tới hỗ trợ, đồng thời thay đổi trang thiết bị liên lạc của tiền tuyến. Dựa theo ý nghĩ của họ, chẳng lẽ hỏa chủng đã nắm được nhược điểm của khổng thị nên mới dám tuyên chiến vào lúc này? Người đã đưa tới cửa, khổng thị ta đánh cho các ngươi hết lớn lối kiêu ngạo. Dù không có binh sĩ thiết giáp thì sao, khổng thị ta vẫn nắm quyền sinh sát của các ngươi trong tay. Những năm gần đây, hỏa chủng và khổng thị không ngừng xung đột. Hai bên đã vốn có thù hận, hiện tại là thời điểm tốt nhất để báo thù. Dù bị cả một lữ đoàn tấn công thì hỏa chủng cũng không lùi bước, ngược lại chuyện này như nằm trong dự liệu và có vô số binh sĩ mai phục sẵn. Khổng thị cũng chẳng cam lòng yếu thế, họ muốn là chiếm được nhất tuyến bách xích, cho hỏa chủng một trận giáo huấn nhớ đời. Binh sĩ Khổng thị mang theo thiết bị phát đoạn ghi âm kia xông lên chiến trường ngoài ý muốn, quân nhân tiền tuyến Khổng thị lại phát hiện thứ này chẳng có tí tác dụng nào với hỏa chủng cả. Không có ai mất đi ý thức, miệng xùi bọt mép, ngược lại như càng thêm hăng hái hơn. Điều này khiến binh sĩ hỏa chủng có phần không kịp trở tay, liên tiếp bị đánh lùi. Khổng Phương Quân là chỉ huy tác chiến không khỏi bối rối. Không phải nói gián điệp trong nội bộ hàng rào đã được thanh lý cả rồi à. Không phải bảo âm tần này đã được kiểm nghiệm rồi ư. Vì sao binh sĩ hỏa chủng trước mặt họ lại chẳng sợ âm tần này chút nào? Cho nên, đây là cạm bẫy mà hỏa chủng dựng lên. Đối phương đã sớm chuẩn bị kỹ, dùng cái giá lớn là mấy trăm mạng người để dẫn khổng thị mắc lửa. Họ hy sinh mạng sống của hơn 600 điệp viên khiến khổng thị tin là thật. Trong đó thậm chí còn có gián điệp nằm vùng trong quân đội. Điều này khiến Khổng Thị tin tưởng chẳng chút nghi ngờ. Vào lúc Khổng Thị cho rằng bản thân ăn chắc hỏa chủng thì họ phát hiện mình bị lừa rồi. Nếu không có đoạn âm tần này, e rằng binh sĩ tiền tuyến Khổng Thị sẽ cố thủ trận địa phòng ngự chứ không xuất kích. Hơn nữa, đây còn là chủ động tiến công dưới tình huống đội thiết giáp đều đã bị vô hiệu hóa. Vương Thị và hỏa chủng diễn trò cực kỳ ăn ý. Sau khi giết được ngần ấy siêu phàm giả trong Thánh Sơn, họ lại liên thủ chiếm hết tiên cơ trong trận chiến với Khổng Thị kỳ này. Khổng Phương Quân cũng không ngờ tới, e rằng lần này thứ họ phải đối mặt không chỉ có hỏa chủng mà còn là trọng binh xâm lấn từ phương Tây của Vương Thị. Cuộc hỗn chiến này chỉ mới là mở màn cho trận chiến giữa liên minh các hàng rào. Mọi người ai cũng muốn có được một phần của chiếc bánh ngọt mang tên khổng thị này. Giờ khác này, bất kỳ tập đoàn này cũng nhận ra thời hòa bình của liên minh hàng rào đã kết thúc. Nhân loại sắp sửa nên đón một thời đại mới chỉ có chiến tranh và máu tanh. Hòa bình chẳng biết tới lúc nào mới có thể hàng lâm lần nữa. Tiểu túc, kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? La Lam ngồi bên cạnh đống lửa, hỏi. Sau khi rời khỏi Thánh Sơn, mọi người cũng không rời đi ngay mà ở lại đây cắm trại hai ngày. La Lam, Chu Kỳ, Lý Thần Đàn, Tư Ly Nhân, Chu Nguyên Tuyết, Khánh Thận ở chung với nhau cũng khá hòa hợp. Mọi người ở trong rừng ăn món ăn dân dã, bầu không khí trong khi cắm trại rất vui vẻ. Mọi người đều nhìn ra tâm tình nhâm tiểu túc có phần không tốt nên cũng muốn giải sầu giúp bằng hữu. Cả đám đều biết nhâm tiểu túc tới Thánh Sơn là vì vật thí nghiệm không một. Nhâm Tiểu Túc thẳng thắn nói hắn cảm thấy khả năng cao vật thí nghiệm không một chính là Nhan Lục Nguyên nên mới đi tìm. Nhưng bây giờ mọi người đều hiểu, mãi vẫn không có tin tức gì của Nhan Lục Nguyên, Nhâm Tiểu Túc làm sao mà vui cho được. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam một cái, ta tính tới Vương thị một chuyến. Ngươi đi đâu, có ý định gì? Cùng lúc đó, đại lừa dối đi tới từng phía rừng cây. Ta vừa mới nghe ngóng tin tức ở chợ đêm về. Xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì? Nhâm Tiểu Túc sừng sốt hỏi. Hòa Trùng và Khổng Thị khai chiến. Khổng Thị đã rút lui khỏi nhất tuyến Bích Sơn, tập trung phòng ngự. Đại lừa dối nói luôn mồm, đội thiết giáp của Khổng Thị giờ chỉ còn là đống đồng nát, phải chờ tiếp viện từ phía sau tới mới đánh được. Còn có người nói, vốn dĩ Khổng Thị nắm được cán dao uy hiếp Khổng Thị, kết quả cán dao này lên chiến trường mới phát hiện đây chỉ là con dao cùn. Điều này khiến Khổng Thị trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. La Lam cười hắc hắc, đây là chuyện tốt mà, để ta xem họ còn quản được chuyện của Khánh Thị ta không. Khổng thị kia cũng ngốc thật, hỏa chủng tinh danh như con khỉ, sao có thể dễ dàng bị người khác nắm bắt được? Bản sao, ngươi biết tình hình cụ thể thế nào không? Biết. khánh thận gật đầu, dường như hắn cũng chẳng ngại bị la lam gọi là bản sao. Bình tĩnh giải thích, hỏa chủng đã sớm định ra kế hoạch này từ lâu. Dùng mấy trăm gián điệp của vương thị làm vật hy sinh, khiến khổng thị tin tưởng âm tần có thể tiêu diệt hoàn toàn hỏa chủng. Thế nhưng thực tế lúc chế tạo gen họ đã âm thành sắp xếp tất cả. Những người chịu sự ảnh hưởng của âm tần cũng chỉ có đám nội gián được sắp xếp vào khổng thị kia mà thôi Nhân tiểu túc hỏi, nhện khổng lồ cũng thế Khánh thận cười nói, không sai, xem ra ngươi từng thấy hỏa chủng đối phó chúng La là Lam nói, nếu chiến tranh nổ ra, ta không thể ở lại đây chậm trễ thời gian nữa Phải thừa dịp chu thị chưa bị cuốn vào mà tới đó tâm sự với họ Thử xem có trợ giúp gì được cho Khánh thị không Trợ giúp cho Khánh thị trong mắt ngươi là chỉ chuyện gì Đại lừa dối nói là để đám người trung nguyên đánh nhau hỗn loạn la lam giải thích đương nhiên còn có chuyện quan trọng hơn đó chính là đưa bản sao này về khánh thị để em trai ta quyết định sinh tử của hắn lúc nói tới đây khánh thận mỉm cười ngồi bên cạnh dường như cũng không có quan hệ gì cả đây cũng là một trong những điều phiền muộn của la lam bản sao và em trai hắn đều thông minh như nhau chỉ là thiếu đi một chút tình người mà thôi tuy khánh trần đã sớm mang danh như ác ma đồ huyết nhưng kỳ thật người trong nội bộ khánh thị đều biết khánh trần cực kỳ trọng tình trọng nghĩa mà khánh thận này dường như không có tình cảm dư thừa gì đó ít nhất la là lam không hề phát hiện đối phương có tâm tình dao động gì đó còn tin gì khác không nhâm tiểu túc hỏi còn có chuyện mặt nạ sắt có thể đánh bại t năm nữa đại lừa dối nói ta nghe có nói có người đang làm bảng xếp hạng cho siêu phàm giả ta tin thứ hạng của ngươi chắc chắn đứng đầu chỉ là họ không biết rốt cuộc ngươi là ai thôi kỳ thật đại lừa dối nói đã lượt bớt rồi. Tin tức này được đồn trong chợ đêm còn bùng nổ hơn. Việc này đối với giới siêu phàm giả mà nói, trong số họ có một siêu phàm giả cực kỳ cường đại vừa ra đời. Nếu họ biết nhâm tiểu túc còn là siêu phàm giả chuyên phá hủy hàng rào thì e rằng tin tức còn rúng động hơn nhiều. Lúc đại lừa dối mua tin thì có phần tiếc nuối. Vì căn bản đám pháo hôi kia không biết được thiếu soái nhà hắn có bao nhiêu châu bò. Bấy giờ, đại lừa dối nói với nhâm tiểu túc, còn một tin nữa là người phụ trách cục tình quá vương uẩn của khổng thị đã bị bắt giam. Ha 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 ha, nói đi nói lại vẫn là đại lừa dối vui sướng trên nỗi đau của người khác. Sau đó hắn còn cười rất lâu, cười tới mức không dừng lại được luôn. Sau 5 phút đồng hồ, mặt nhâm tiểu túc không chút thay đổi nhìn đại lừa dối, đủ rồi. Đại lừa dối cười tới mức mặt cũng sắp cứng lại rồi, khục khục, nhất thời ta không kiềm chế được tâm tình. Ta thật sự muốn lập tức chạy tới khổng thị, không thể để vương uẩn chết uổng nơi đó được ta phải nghĩ biện pháp thuyết phục hắn, nhân tài như hắn không gia nhập vào Tây Bắc thật sự rất đáng tiếc. Hiện tại thời cơ tới rồi. Ừ, vậy ngươi đi đi. Bất quá cũng đừng cố quá sức, hàng giao trung tâm của khổng thị không phải ai muốn vào là vào đâu. Nếu cứu không được thì chờ ta giải quyết chuyện ở vương thị xong sẽ đi với ngươi. Kỳ thật nhâm tiểu túc cũng hiểu, nếu nhân tài như vương uẩn có thể tới Tây Bắc là chuyện rất tốt. Tuy hắn luôn miệng nói sẽ suy nghĩ về chuyện tới Tây Bắc nhưng mỗi ngày nghe đại lừa dối vo ve bên tai phải phục hưng Tây Bắc còn không ngừng kêu hắn là thiếu soái thì bất chi bất giác nhâm tiểu túc đã bắt đầu suy nghĩ cho vùng đất đó rồi đại lừa dối gật đầu đứng dậy nhìn mọi người lần từ biệt này không biết khi nào mới có thể gặp lại giang hồ rộng lớn chúng ta từ biệt tại đây mọi người sắp phải đường ai nấy đi người trưởng thành là thế mỗi người chỉ là khách qua đường trong cuộc đời nhau trên trạng đường dài đằng đẵng không ai có thể quay đầu lại được dù mọi người từng làm chiến hữu thì cuối cùng vẫn có con đường riêng Tuy quan hệ của Tây Bắc và Khánh Thị có tốt tới đâu thì Trung Quy cũng không phải người cùng một nhà. Về sau gặp lại, may thì làm bạn, xui thì thành kẻ địch. La Lam gật đầu, từ biệt tại đây, Nguyễn Khánh Thị và Tây Bắc vĩnh viễn không nhắc lên việc binh đao. Vào lúc này, đại lừa dối nói, đúng rồi, còn một chuyện không quá quan trọng mà ta quên mất. Nghe nói dân du mục phương Bắc đang xuôi nam, rất nhanh sẽ tới hàng rào 176. Bất quá đây cũng chẳng phải việc quan trọng gì, hẳn hàng rào 176 có thể ngăn họ lại vừa dứt lời khánh thận cười nói chưa chắc đại lừa dối nhìn khánh thận xin chỉ giáo hàng rào 176 khác hàng rào 178 các ngươi các ngươi có tài nguyên phong phú xung quanh không có tập đoàn thế nhưng hàng rào 176 thì khác từ 10 năm trước tập đoàn đã sớm cắt đứt phụ cấp cho họ hiện tại muốn sống qua ngày cũng là chuyện khó khăn khánh thận cười nói chỉ hy vọng lần này khách không mời của Thảo Nguyên sẽ yếu hơn, bằng không hàng rào 176 sẽ chỉ còn là lịch sử. Mấy năm trước hàng rào 176 đã sớm nổi danh cùng hàng rào 178, thế nhưng mấy năm nay, mọi người chỉ đề cập tới hàng rào 178 mà quên mất còn có hàng rào này. Nguyên nhân trong đó rất nhiều, một mặt do vị trí địa lý của hàng rào 176 không ác liệt như hàng rào 178. Kẻ địch trên thảo nguyên cũng không hung ác như vậy. Từ góc độ chiến đấu thì trong tất cả liên minh hàng rào, hàng rào 176 cũng không có cống hiến gì nhiều cho liên minh hàng rào. Trung quy người trên thảo nguyên không nhiều, ngay cả vũ khí nóng cũng chẳng có thì rất khó trở thành tai họa lớn cho Trung Nguyên. Hai bên cũng chưa từng có trận huyết chiến lẫy lừng nào. Mặt khác, sức chiến đấu của hàng rào 176 không mạnh. Đời sau không bằng đời trước, vài chục năm nay hàng rào 176 toàn là kế thừa theo từng đời, trở thành gia sản riêng của một gia tộc rồi. Vốn dĩ tài nguyên của hàng rào 176 đều do vương thị, hòa chủng, khổng thị ba nhà cung cấp. Đây xem như sự cảm tạ dành cho hàng rào 176 vì họ đã bảo vệ phương Bắc Trung Nguyên. Thế nhưng khi hàng rào 176 trở thành tài sản riêng, mà mọi người cũng phát hiện uy hiếp từ Thảo Nguyên như đàn sói mà hàng rào 176 lại như cậu bé trong câu chuyện cậu bé nói dối thì sự cảm tạ này cũng nhanh chóng chấm dứt. Chuyện kể về một cậu bé chăn cừu thường hô to sói đến để hù dọa mọi người. Nhưng sự thật thì không có con sói nào nữa. Dần ra, mọi người không còn tin lời cậu bé nữa. Tới khi soi tới thật thì dù cậu kêu khản cả cổ vẫn không ai tới giúp. Vì hàng rào 176 khan hiếm vật tư, vốn tồn tại ở giữa khe hẹp của ba nhà. Dần ra mỗi năm trôi đi càng thêm khốn khổ hơn. Trước kia, người quản lý hàng rào 176 không nhìn xa trông rộng. Vị trí địa lý của hàng rào đã không có nhiều tài nguyên cũng chẳng thèm phát triển công nghiệp. Họ chỉ chăn nuôi và làm nông mà thôi, cho nên dần mất đi vị thế giữa các liên minh hàng rào. Hiện tại, vũ khí họ dùng cũng rất cũ, Thậm chí còn có người đem vũ khí tới chợ đêm đổi tiền nữa. Đây là lý do Khánh Thận bảo đừng tin vào hàng rào 176. Đại lừa dối nghe Khánh Thận nói xong thì cười hắc hắc, vẫn là ánh mắt của hàng rào 178 ta lâu dài. Qua nhiều đời tư lệnh chưa bao giờ là tức vị truyền thừa. Con cái ai mà muốn đoạt quyền đều bị xung quân đi canh chạm gác. Đây xem như là việc độc nhất trong liên minh hàng rào. Chỉ có thể nói nhóm tư lệnh của cứ điểm 178 chúng ta không thẹn với danh tiếng có được A. Đại lừa dối nói tiếp. Hơn nữa, khi kẻ địch cứ điểm 178 phải đối mặt cũng chẳng phải dân du mục ngay cả vũ khí nóng cũng chẳng có kia. Đây cũng là lý do cứ điểm 178 được gọi là cứ điểm mà họ chỉ được gọi là hàng rào. Khánh Thận nghiêm túc đánh giá đại lừa dối, hắn phát hiện khi nhắc tới cứ điểm 178, đại lừa dối như toát ra sự tự hào và cảm giác vinh dự từ nội tâm. Đây là thứ mà đại bộ phận người ở Trung Nguyên đều không có được. La Lam nói, kỳ thật ban đầu người ta vẫn rất anh hùng đó. Khi đó lực lượng quân sự trong liên minh hàng rào còn chưa phát triển. Đối mặt với sự tấn công của người thảo nguyên gian khổ vô cùng. Đáng tiếc tới thế hệ này thì xa đọa vô cùng. Cho nên ngươi cảm thấy người thảo nguyên sẽ là uy hiếp với hàng rào 176. Nhâm tiểu túc nhìn Khánh Thận. Điều kiện tiên quyết là người trong thảo nguyên đủ mạnh. Khánh Thận trả lời, trung quy thì lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa béo. Bảy ngày sau, tại biên cảnh phương Bắc của Trung Nguyên và Thảo Nguyên, nhan lục nguyên bỗng dưng dừng ngựa, nhìn về phương Nam, xác định tuyến đường đi, kiểm tra vật tư người ngựa sau này khả năng cao mỗi ngày đều phải chiến đấu không được lơ là Hasan gật đầu chủ nhân ngài yên tâm chúng ta sẽ không để lơ là Nhan Lục Nguyên gật đầu trước kia hắn cảm thấy loại nhân tài như Hasan làm thủ lĩnh bộ lạc nhỏ thật là lãng phí từ khi Hasan được phong là kỵ Vương thì rất nhanh thể hiện ra tài năng trên phương diện quản lý của mình bấy giờ nhan Lục Nguyên lại hỏi bộc lan tốc và hột cốt tộc thế nào rồi Hasan ở bên cạnh cung kính nói Trinh sát đã được phái đi, một ngày sau sẽ quay về, có tin gì ta sẽ báo cho ngài ngay. Lần này xuôi nam, nha lục nguyên không dẫn dân du mục tới hàng rào 176 mà tới địa bàn của Hỏa chủng. Sứ giả Khánh thị phái tới Thảo Nguyên lúc trước từng truyền một tin quan trọng cho hắn, công ty Hỏa chủng và Khổng thị đã khai chiến. Hơn nữa Hỏa chủng còn điều động binh lực từ mấy tháng trước. Lúc này phòng ngự hàng rào ở phương bắc của Hỏa chủng đều trống rỗng. Cũng vì không muốn những bộ tộc khác biết kế hoạch của mình mà Nhan Lục Nguyên là đoàn đội lên đường cuối cùng. Sau khi hai đại bộ lạc kia đi tới hàng rào 176, Nhan Lục Nguyên mới tới xuất phát tới địa bàn của Hỏa chủng. Sứ giả Khánh thị thậm chí còn hứa hẹn với Nhan Lục Nguyên đợi khi hắn tới hàng rào 21 sẽ có người mở cửa thành sẵn cho hắn. Thế nhưng khi tới biên giới cách hàng rào 21 chừng 100 km, hắn lại ngừng lại, đóng quân tại đây, chờ trinh sát quay về rồi tính tiếp. Hasan không hiểu Nhan Lục Nguyên muốn làm gì nhưng vẫn tuân lệnh đêm xuống tín đồ của nhan lục nguyên bắt đầu quỳ lạt liều lớn không biết lễ nghi này từ đâu mà ra mà sáng sớm họ đều phải quỳ lạy thần linh của mình một trăm lần tối trước khi ăn cơm phải quỳ lạy ba lần mới xem là đủ thành kính tín ngưỡng của đám người này với nhan lục nguyên ngày càng tăng cao cũng dần bắt đầu hình thành nghi lễ nghi lễ ở đây mang ý nghĩa là quy củ như người trung nguyên ví dụ như cầu mưa thì tế tam sinh hay mỗi ngày đều phải quỳ lạy trước tượng phật sáng hôm sau khi Kỳ Kỳ Cách đang trải tóc cho Nhan Lục Nguyên thì Hasan và thủ lĩnh của các bộ tộc phụ thuộc đi vội tới lều lớn. Nhan Lục Nguyên nhìn Hasan, có việc cứ nói. Hasan cung kính thưa, chúc mừng chủ nhân. Trinh sát quay về nói Bộc Lan tộc và Hồ Cốt tộc đã tới phạm vi của hàng rào 176. Bất quá dường như hàng rào 176 đã lường trước được nên tiến hành mai phục. Hiện tại hai đại bộ lạc đang khó khăn chống cự với người của hàng rào 176. Đường lui phía sau họ dã bị chặt đứt, Xem ra sẽ vùi thay bên ngoài hàng rào 176 kia Sắc mặt các thủ lĩnh khác cũng vô cùng vui mừng Bộc Lan và Hồ Cốt chết rồi Trên thảo nguyên đâu còn ai là kẻ địch của họ Mọi người còn lén lút nói Vị vua anh minh tài trí của họ đúng là thần linh giáng thế Không tổn hao người nào cũng có người giúp họ diệt trừ đối thủ Thế nhưng nhân lục nguyên im lặng thật lâu Nhìn khuôn mặt vui mừng của từng thủ lĩnh và nói Chuẩn bị xuất phát Chúng ta tới hàng rào 176 Hasan San ngây ngẩn cả người Chủ nhân bây giờ tới đó có phải nguy hiểm không? Sao chúng ta không tiếp tục đi tới địa bàn của hỏa chủng, không phải bảo phòng ngự bên đó đã trống rỗng à? Nhan Lục Nguyên lắc đầu, số lượng của Bộc Lan và Hồi Cốt nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Nếu họ đều chết hết ở hàng rào 176 thì Thảo Nguyên cần bao nhiêu năm mới khôi phục được ngần ấy nhân số? Ha San, thứ ta muốn là thần dân và gia súc trên Thảo Nguyên chứ không phải một Thảo Nguyên trống rỗng. Đám người Ha San nhất thời ngây người, họ không ngờ chủ nhân của mình lại muốn cứu Bộc Lan và Hồi Cốt tộc. Trong mơ hồ, họ như cảm nhận được sự quyết đoán và hùng tâm của đối phương. Đây đại khái mới là khí độ là chủ nhân của Thảo Nguyên nên có. Nhan Lục Nguyên cười nói, chuẩn bị đi, kỳ thật hàng rào 176 cũng không cường đại như chúng ta tưởng đâu. Tân Vương Triều của Thảo Nguyên sắp ra đời, không bằng lấy máu của họ đi tế tự đi. Không biết vì sao, Ha San cảm thấy càng gần tới Trung Nguyên, chủ nhân nhà mình càng thêm trầm mặc. Không phải do dự hay sợ hãi, càng giống đang mâu thuẫn hơn. Ha San biết, Chủ nhân từng sống ở phía Nam. Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về quá khứ của chủ nhân. Hắn không biết vì sao chủ nhân lại tới Thảo Nguyên, cũng không biết vì sao chủ nhân phải xây dựng Tân Vương triều. Hasan cảm thấy, cảm thấy chủ nhân của hắn ẩn giấu rất nhiều tâm sự. Hiện tại mọi người dưới sự dẫn dắt của Nhan Lục Nguyên chạy tới hàng rào 176 giải cứu cho kẻ địch của họ là Bộc Lan và Hổ cốt tộc. Ban đầu Hasan còn chưa hiểu cách làm của Nhan Lục Nguyên, đó là kẻ địch của họ a. À. Thế nhưng về sau hắn và những thủ lĩnh khác của bộ lạc mới ý thức được nhan lục nguyên suy nghĩ xa hơn so với họ nhiều. Đối phương muốn Thảo Nguyên trở thành Thảo Nguyên hoàn chỉnh và hùng mạnh chứ không phải một phần nhỏ của Thảo Nguyên, an phận ở một góc. Bộc Lan và Hồ Cốt có hơn 3 phần tư dũng sĩ cùng phụ nữ, trẻ em và người già đếm không hết. Nếu hai tộc này bỏ mình ở Trung Nguyên, người trong Thảo Nguyên phải mức 15 năm mới có thể khôi phục lại nhân số này. Nhan Lục Nguyên không muốn chờ lâu như thế, hắn muốn nhân dịp chiến tranh, thu phục người từng là kẻ địch của mình. Lúc này, Bộc Lan và Hồ Cốt gặp phải mai phục và truy binh nên bất đắc dĩ phải lùi tới núi Trác Lộc. Người trong thảo nguyên lấy kỵ binh làm chủ, sợ nhất là rừng núi trùng điệp. Vào đó rồi thì tính cơ động của ngựa không thể thi triển được nữa. Cung tiễn của họ lại chẳng bằng vũ khí nóng của Trung Nguyên, cuối cùng chỉ có thể bị vây trên núi chờ chết. Thế nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Giống như lời Khánh Thận nói, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù hiện tại hàng rào 176 không nổi danh nhưng vẫn còn tướng lĩnh xuất sắc, có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Tuy hiện tại đội cơ giới của họ chỉ còn là thùng rỗng kêu to. Thậm chí từ trước tới giờ, 40.000 người chỉ còn hơn 10.000 thì hàng rào 176 cũng không phải nơi mà người thảo nguyên có thể tùy tiện khiêu khích. Đây cũng là nguyên nhân nhan lục nguyên không tới hàng rào 176. Binh lực của hàng rào 176 đã sớm phân thành hai nhóm, một nhóm mai phục gần núi Trác Lộc, một nhóm khác thì đi tới núi Diên Khánh. Sau khi Bộc Lan và Hồ Cốt bị chặn đường tại núi Trác Lộc, đột chiến bộ của hàng giao 176 đã bọc hậu cướp đứt đường lui của họ. Thủ lĩnh của tộc Phó Lan là Phó Lan Tề đứng nhìn đường núi phía trước. Cuối cùng vẫn nhịn đâu mà rút dao đâm thẳng vào cổ ngựa. Bộc Lan đổi thành Phó Lan nhóm tuấn mã này đã theo hắn rất lâu rồi, nhưng bây giờ hắn lại tự tay giết chết đối phương. Con ngựa cao to chậm rãi ngã xuống, chảy ra nước mắt đục ngầu. Phó Lan Tề thấp giọng nói là ta quá ngu xuẩn mới hại ngươi theo ta chịu chết. Đại khái ta cũng không sống được lâu đâu. Yên tâm đi, rất nhanh ta sẽ lên trời cùng ngươi cưỡi gió gió thảo nguyên. Người hầu bên cạnh nghe vậy thì thầm tuyệt vọng, nhịn không được cũng muốn khóc tới nơi. Kỳ thật mọi người đều hiểu rõ, nếu kỵ mã bị kẻ địch bước tới sâu trong núi cũng chẳng thể sống được, nếu bây giờ không quả quyết sẽ không thể đi lên núi. Phó Lan Tề đi lên, cách đó không xa là hồ cốt nhan, thủ lĩnh của hồ cốt tộc cũng vừa vặn nhìn sang. Vốn hai người là đối thủ cạnh tranh, bây giờ chỉ có thể làm chó nhà có tang cùng một chỗ. Hồ cốt nhan lạnh giọng nói, vậy được rồi, Hai ta cũng chết ở núi Trác Lộc cũng xem như tiện nghi cho tên tiểu tử kia. Từ nay về sau cả Thảo Nguyên đều là của hắn. Phó Lan Tề thở dài, ngươi nói những lời này làm gì, ta nhớ trước đó ngươi từng muốn đánh Thảo Nguyên, định ra vương đỉnh kia mà. Nếu không phải ngươi nói những lời này, ta và dũng sĩ của Phó Lan cũng đâu cần bỏ mạng. Người hầu ở bên cạnh nói, ngài đừng thất vọng như thế, nói không chừng mọi chuyện vẫn có thể thay đổi. Thay đổi cái gì? Hồ Cốt Nhan cười lạnh, trừ phi tiểu tử kia dẫn theo người của hắn tới cứu viện ngươi nghĩ hắn sẽ có lòng tốt như thế chỉ sợ biết được tin chúng ta sắp chết hắn còn lén cười thầm cười chúng ta chắp hai tay dâng thảo nguyên cho hắn trời không tuyệt đường người hồ cốt nhan ngắt lời nói hơn nữa dù hắn tới cũng không làm được gì chúng ta đều hiểu rõ không có súng ống muốn đánh người trung nguyên vốn là chuyện không thể nào thủ hạ ta có mấy vị dũng sĩ từng thức tỉnh không phải cũng bị người trung nguyên loạn súng bắn chết à trên thảo nguyên không có cách gọi siêu phàm giả hết thảy đều gọi là dũng sĩ đã thức tỉnh vào lúc này, họ đang ở trên núi thì thấy dưới chân núi là một mảnh đen sì. Phó Lan Tề thậm chí còn có thể tưởng tượng được cảnh người Trung Nguyên dùng súng máy hạng nặng giết chết họ. Đến lúc đó, huynh đệ của hắn ngã xuống trước hay hắn ngã xuống trước cũng khó nói. Phó Lan Tề tiếp tục xoay người đi lên núi. Lần này hàng rào 176 tiêu diệt hết binh lực của họ, chỉ sợ sắp tới họ sẽ được an ổn chừng 15 năm. Chỉ cần họ chết sạch ở đây, 15 năm tới Thảo Nguyên phải nghỉ ngơi dưỡng sức đát đát đát, tiếng súng vang lên dưới chân núi. Phó Lan Tề quay đầu nhìn xuống, hắn thấy dũng sĩ của bộ lạc nhao nhao ngã xuống, máu chảy xuôi dọc theo sườn núi, thảm thiết vô cùng. Vào lúc này, người hầu của Phó Lan Tề bỗng hô, người xem, có người tới từ phía sau binh sĩ Trung Nguyên. Phó Lan Tề và Hồ Cốt Nhan cùng lúc quay đầu lại, hai người đồng thời sửng sốt, là kỵ binh. Người Trung Nguyên đã sớm không dùng ngựa nữa nên nếu đối phương cưỡi ngựa thì chỉ có thể là người Thảo Nguyên. Hồ Cốt Nhan im lặng nửa ngày, sao có thể, chẳng lẽ hắn chỉ ước gì chúng ta chết luôn ở trung nguyên mới đúng chứ phó lan tề ngẫm nghĩ rồi đáp chẳng lẽ vì chúng ta đều là người thảo nguyên hồ cốt nhan nghe vậy thì cười nhạo thảo nguyên chúng ta có bao giờ nghĩ tới chuyện đồng bào này đâu chẳng phải nắm đấm ai lớn thì người đó có tiếng nói hơn à hơn nữa dù hắn tới thì sao cung tiễn sao thắng được súng đạn của người trung nguyên mọi người im lặng ai cũng biết lời hồ cốt nhan nói không sai trên thảo nguyên sẽ không có bộ lạc nào đi cứu bộ lạc nào Mạnh được yếu thua là pháp tắc sinh tồn trên thảo nguyên, không có khái niệm đồng bào. Cho nên, họ chỉ có thể tiếp tục mù quáng leo lên núi, chờ đợi thần chết tới tìm. Phó Lan Tề đã rất mệt rồi, không phải thân thể mệt mỏi mà phải chứng kiến cái chết của huynh đệ bên cạnh mình khiến hắn thật sự bất lực. Tâm tình dần xuống dốc, tuyệt vọng như thủy triều dâng lên trong lòng hắn, chèn ép khiến hắn không thở nổi. Vào lúc này, kỵ binh dừng lại ở phương xa có một con ngựa đi đầu, khí chất của thiếu niên ngồi trên lưng ngựa vô cùng đặc biệt một người cứ thế đi vào núi chắc lộc mây đen không ngừng ngưng tụ trên đỉnh đầu hắn điện quang chớp lóe phía sau tầng mây phảng phất như sắp sửa ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy to lớn trên bầu trời hút hết tất cả mọi người xung quanh đấy vào đám người phó lan tề dần quên việc phải chạy thoát thân mà đứng trên sườn núi nín thở nhìn một màn này đây nào phải sức mạnh của con người rõ ràng chỉ có thần linh mới có thể làm được như thế đội chiến bộ của hàng rào 176 cũng dừng truy kích các binh sĩ khủng hoảng nhìn lên đỉnh đầu chỉ thấy lốc xoáy không ngừng di chuyển tới núi chắc Lộc. Đột nhiên trời bắt đầu mưa, mưa rơi ngày càng nặng hạ. Bùn cát và đất đá trên núi bất thình lình được nước mưa cọ rửa, dần tạo thành từng dòng suối nhỏ. Ngay sau đó, dòng suối nhỏ bất ngờ tạo thành lũ, vô số bùn đất chảy xuống dưới chân núi. Phó Lan Tề hét lớn, chạy lên sườn núi, nhanh lên, không chạy sẽ chết ở đây. Bấy giờ, trong lòng Phó Lan Tề và Hồ Cốt Nhan có chút kinh khủng. Họ có thể tưởng tượng được trận mưa to này có liên quan tới thiếu niên đối phương thật sự nắm giữ được sức mạnh của thần linh. Khó trách rất nhiều người trên thảo nguyên đều bảo thiếu niên là thần linh chuyển thế. Trước kia, Phó Lan Tề nửa tin nửa ngờ với sự tồn tại của thần linh. Thế nhưng bây giờ hắn đã tin, tin 100%. Tám bộ lạc đứng sau lưng nhan lục nguyên nhao nhao xuống ngựa, không ngừng quỳ lại sau lưng thiếu niên. Lúc trước Ha San từng thông báo, chủ nhân có lệnh, không cần họ xuất thủ. Khi ấy mọi người còn chưa hiểu lắm, họ không ra tay thì cứu người kiểu gì. Tới núi chắc lộc kiểu gì, hiện tại họ mới hiểu, thì ra thật sự không cần họ xuất thủ. Tám bộ lạc đi theo nhan lục nguyên không phải ai cũng là tín đồ của hắn. Trước đó có hơn một nửa nhân số không thờ phụng nhan lục nguyên. Thế nhưng khi nhìn lốc xoáy và lôi điện trên đỉnh đầu cùng mơ to như chút nước trên chắc lộc, họ không thể không tin được. Hình ảnh chiến trường cực kỳ quỷ dị, một bên là đám người chạy thục mạng lên núi, người chạy trốn không kịp liền bị nước lũ cuốn trôi đi. Một bên là thiếu niên với mấy ngàn người xuống ngựa quỳ lại, tựa như tín đồ trung thành nhất đang hành lễ với thần linh. Nhan Lục Nguyên từng nói với Tiểu Ngọc tỷ, tín đồ thành kính sẽ được tạo ra sau nhiều lần thần tích tái thế. Nếu là lừa đảo thì sớm muộn cũng có ngày bị vạch trần. Còn với Nhan Lục Nguyên mà nói, Thảo Nguyên chính là sân nhà mà trời ban cho hắn, dân du mục là tín đồ thành kính đang chờ hắn tới thu phục. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Nhan Lục Nguyên quyết định tới Thảo Nguyên. Phó Lan Tề và Hồ Cốt Nhan không ngừng leo lên núi, gặp phải dòng lũ bất ngờ mà chạy xuống núi chỉ có con đường chết. Những điều thưởng thức này sao họ có thể không hiểu được. Cho nên số lượng tử vong của hai tộc không nhiều, nhiều nhất vẫn là binh sĩ của hàng rào 176. Lần này đội chiến bộ của hàng rào 176 cơ hồ là dốc hết lực lượng tới. Bên trong hàng rào cùng lắm chỉ có hai đội chấn thủ mà thôi. Khi lũ bất ngờ xuất hiện, người có nhiều hơn cũng chỉ là vô ích. Đây là sức mạnh to lớn của tự nhiên, đứng trước thiên tai, nhân loại nhỏ bé và vô lực tới cùng cực. Trận lũ này kéo dài suốt 5 giờ, đám người phó lan tề ở trên đứng núi im lặng đội mưa họ nhìn nhan lục nguyên đứng cách đó xa xa thiếu niên vẫn đứng dưới chân núi không nhúc nhích tín đầu phía sau liên tục quỳ lại suốt 5 giờ cứ thế mãi tới khi binh lính của hàng rào 176 hoàn toàn tan rã mới thôi sau khi mưa ngừng phó lan tề và hột cốt nhan hai mắt nhìn nhau cùng ăn ý phân phó với thủ hạ giết sạch họ hiện tại là cơ hội tốt nhất cho chúng ta phản công tuy người trung nguyên dưới núi vẫn còn không ít nhưng chỉ có thể xem là kéo dài hơi có người trốn phía sau đỉnh núi, có người leo lên cây. Đại bộ phận súng ống đều bị ném tới nơi nào chẳng biết. Ngược lại với họ, trạng thái chiến đấu của phó lan tộc và hồi cốt tộc tốt hơn đối phương rất nhiều. Ít nhất họ vẫn giữ đao không buông. Trận chiến rằng co suốt 13 giờ, nhan lục nguyên không vội mà phân phó ha cho tộc nhân nhóm lửa nấu cơm, chờ trận chiến trên núi chấm dứt. Có binh sĩ trốn được từ trong núi ra, thế nhưng chờ đợi họ chỉ là súng máy hạng nặng mà thôi. Binh sĩ của hàng rào 176 làm thế nào cũng không nghĩ thông, vì sao người trong thảo nguyên lại có thứ như súng máy hạng nặng thế này. Ha San đi tới bên cạnh nhân lục nguyên, chủ nhân, bằng không bây giờ chúng ta không mang binh giết tới. Chỉ cần thừa dịp loạn lạc giết chết phó lan tề và hộp cốt nhan thì tộc nhân của họ tự nhiên sẽ quy hàng chúng ta. Không cần. Nhan lục nguyên cười lắc đầu, ta tin hai người họ không ngốc. Một đêm trôi qua, tiếng hò hét không ngừng vang vọng trong núi mãi tới khi trời sắp sáng thì phó lan tề và hồ cốt nhan mới đi ra từ trong núi với khuôn mặt bê bết máu me chiến sĩ đi phía sau lưng của họ nay chỉ còn một phần ba nhan lục nguyên ngồi trên lưng ngựa cười nói ồ nhiều hơn ta nghĩ tuy nhan lục nguyên muốn cứu người nhằm bảo toàn lực lượng thảo nguyên nhưng hắn cũng phải khiến binh lực hai người này suy yếu như thế mới có thể khiến họ tâm phục khẩu phục nắm trong tay toàn bộ thảo nguyên này cho nên trong cuộc chiến đêm hôm qua nhan lục nguyên hoàn toàn không sử dụng năng lực của mình cũng không để đám Ha San lên núi hỗ trợ. Hiện giờ, người còn sống của Phó Lan tộc và Hột Cốt tộc đều là binh sĩ tinh nhuệ. Sau này đánh những trận ác liệt thì 9.000 người của hai tộc này sẽ là lực lượng trung kiên nhất trên thảo nguyên. Chỉ thấy Phó Lan Tề và Hột Cốt nhan thở hồn hển mà chạy tới trước ngựa nhan lục nguyên. Nhan lục nguyên cười nói, thần phục ta, ta dẫn các ngươi tiến vào hàng rào 176, không chịu thì chết ở chỗ này đi. Linh hồn của các ngươi vẫn có thể chứng kiến được ta làm được những chuyện các ngươi không làm được phó lan tề và Hột cốt nha nhìn nhau đồng thời quỳ lạy nhan lục nguyên cánh tay giơ lên lòng bàn tay hướng lên trên nhan lục nguyên cười xẹt soi trong tay mình qua lòng bàn tay hai người này lễ nghi của hai người này có ý nghĩa xin chủ nhân của thảo nguyên khoan thứ mà nhan lục nguyên xẹt soi qua tay họ cũng để nói chủ nhân của họ đã khoan dung tội thần có thể tiếp tục theo hắn chinh chiến xa trường phó lan tề quỳ trên mặt đất giống to rốt cục thảo nguyên cũng có thần linh chân chính từ nay về sau Phó Lan Tề ta nguyện làm tùy tùng cho ngài, mặc kệ máu chảy đầu rơi. Hồ Cốt Nha nhẫn nhịn nửa ngày, không biết nên làm thế nào để thể hiện lòng trung thành, cuối cùng chỉ có thể quát lên, Hồ Cốt tộc ta cũng vậy. Từ đây, trên thảo nguyên không còn lực lượng gì có thể ngăn cản Nhan Lục Nguyên nữa, hắn đã hoàn toàn thống nhất nơi này. Đi. Nhan Lục Nguyên cười, suy nghĩ rồi nói, Phó Lan Tề ngươi có thể nói mấy câu văn vẻ, vậy làm công tác tuyên truyền văn hóa đi. Còn sức đứng lên không, nếu còn thì đi cùng ta, nhìn thử xem đám người trung nguyên kia có thật sự cao quý như họ luôn tưởng không. Nghe tiếng vó ngựa rời đi, hai người phó lan tề và hột cốt nhan mới đứng dậy. Ha San dắt hai con chiến mã tới cho họ, chủ nhân thưởng cho các người. Chiến mã của phó lan tề và hột cốt nhân đã chết tại núi Trác Lộc. Lúc này nhan lục nguyên tặng họ chiến mã là để giữ tôn nghiêm cho họ. Nếu không thì những thủ lĩnh bộ lạc khác cưỡi ngựa, chỉ có họ đi theo phía sau sẽ khó lòng ngóc đầu lên được sau khi quay lại thảo nguyên. Thế nhưng Phó Lan Tề nghi ngờ hỏi Hasan, chủ nhân vừa nói muốn tới hàng rào 176. Chỗ đó không thiếu binh sĩ, chúng ta làm sao tiến công vào. Ha nhìn hai người kia một cái, ngươi thật sự nghĩ lũ tự nhiên mà rơi xuống cuốn trôi kẻ địch à. Lời này khiến hai người không cách nào phản bác được. Đúng thế, dù súng ống có lợi hại đi nữa thì làm sao qua được phép thuật của thần linh. Khi đoàn người tới bên ngoài hàng rào 176, đám người phó lan tề cứ thế trơ mắt nhìn tường thành đột nhiên tan vỡ. Hơn nữa quân trông coi theo tường thành không ngừng ngã xuống thời khắc tường thành sụp đổ, sắc trời hoàng hôn như đỏ rực lửa. Lính canh trên tường thành không ai còn sống nữa. Đám người Ha San, Phó Lan Tề sau một hồi chém giết lẳng lặng chờ đợi chủ nhân của Thảo Nguyên tiến vào, quan lâm hàng rào. Trước khi vào thành, Nhan Lục Nguyên cưỡi ngựa đi vòng quanh thị trấn. Nhóm lưu dân hai bên đường không ngừng nhao nhao núp vào trong lều. Hàng rào đã bị phá hủy, điều khiến người ta ngạc nhiên là chuyện tường rào sụp đổ không lan tới thị trấn. Trong trận chiến này, không có lưu dân nào bỏ mạng cả nhan lục nguyên thấy một đứa bé trốn trong lều cha nó một mực bảo vệ nó sau lưng chỉ là đứa nhỏ có lẽ do tò mò mà nhịn không được vụng trộm đánh giá nhan lục nguyên nhan lục nguyên cười cười bảo kỳ kỳ cách đi bên cạnh ném một miếng khô bò cho đứa nhỏ sau đó hắn cũng không nói gì nữa mà đi tiếp đứa nhỏ nhận lấy khô bò rồi nhìn nhan lục nguyên đột nhiên nó cảm thấy đối phương hẳn là người đẹp nhất mà nó gặp từ lúc được sinh ra đời tới nay đôi mắt sáng như sao lông mi như kiếm nếu chăm chú nhìn đối phương sẽ cảm thấy thiếu niên chẳng khác nào thần linh hoàn mỹ chẳng chút khiếm khuyết. Bất quá đứa nhỏ này không biết, điều khiến Nhan Lục Nguyên nhìn nó lâu hơn một chút là hình ảnh chính hắn của nhiều năm về trước. Khi đó cũng luôn có một người sẽ mãi mãi bảo vệ hắn sau lưng như cha của đứa nhỏ kia. Lúc đi ngang qua một sân nhỏ, Nhan Lục Nguyên thấy được vô số đứa nhỏ ở trong. Hắn mở miệng hỏi, "Đây là học đường của thị trấn?" Một người trẻ tuổi nơm nớp lo sợ, xin ngài bỏ qua cho đám nhỏ đứa lớn nhất chỉ mới 14 tuổi, nhỏ nhất chỉ mới 8 tuổi. Dù hàng rào 176 có đắc tội gì với ngài thì đám nhỏ này cũng vô tội. Tiên sinh học đường sợ hãi lắm. Y nhìn thiết kỵ kéo dài không thấy điểm cuối rồi ngửa đầu nhìn thiếu niên hùng trắng ngồi trên lưng ngựa trước mặt mình. Thế nhưng dù sợ hãi, Y cũng không lùi một bước. Con ngựa to lớn thở phì phì, hơi thở tiếp xúc với không khí hình thành một làn xương trắng đục, khi thế kinh người. Vị tiên sinh này khi ấy bị hù lùi về sau một chút, thế nhưng vẫn gắt gao bảo vệ đám nhỏ sau lưng. Nhan Lục Nguyên đánh giá người trẻ tuổi rồi cười nói với bọn nhỏ, các ngươi có một lão sư thật tốt. Nhớ phải học cho chăm, có người từng nói với ta sách vở còn con đường tốt nhất để nhìn rõ thế giới này. Nếu không học thì phải trả một cái giá lớn bằng máu thịt để nhìn rõ được chân tướng của thời đại này. Đây chính là nơi ẩn núp cuối cùng của các ngươi. Không biết nghĩ tới cái gì mà Nhan Lục Nguyên nói tới đây thì có chút xuất thần. Tiên sinh trẻ tuổi cũng không biết nên làm sao rõ ràng thiếu niên trên lưng ngựa trông rất hung tàn nhưng cũng có vẻ không phải thế. Hồi cốt nhan chia một ít thịt khô cho họ. Nhan Lục Nguyên nói xong thì cưỡi ngựa tiếp tục rời đi, không quay đầu nhìn lại một cái. Hồi cốt nhan kinh ngạc nhìn đám nhỏ nhưng cuối cùng vẫn để tộc nhân khiêng một túi thịt khô tới, hung dữ nói: đây là phần thưởng của chủ nhân dành cho các người. Bấy giờ Ha San chạy xuống khỏi thành lâu, quỳ xuống cung kính nghênh tiếp Tân Vương. Đừng lên đi. Nhan Lục Nguyên nói. Kỳ Kỳ cách chợt phát hiện khi tiến vào hàng rào biểu cảm của nhan lục nguyên dần lạnh đi khác hẳn với người vừa đi dạo trong thị trấn lúc nãy đát 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 tiếng vó ngựa vang dài trên đường mọi người thấy nhan lục nguyên đều câm như hến hán tử mặc quần áo và trang phục trên thảo nguyên cưỡi trên thiết kỵ hùng tráng trông mạnh mẽ mà tươi sáng hơn so với nền văn minh tường gạch của trung nguyên nhiều một bên là nhà gạch chỉnh tề một bên là gia thú cùng trường đao nhan lục nguyên bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn cảnh tượng trước mắt Trước kia hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ dùng thân phận này tiến vào hàng rào, đặt chân tới nơi hắn ghét nhất. Từ sau tai biến tới giờ đã hơn 200 năm, đây cũng là lần đầu tiên người Thảo Nguyên tiến vào hàng rào. Các chiến sĩ bên cạnh thấy nhà gạch cao tầng mà dục dịch, cư dân hàng rào thì sợ hãi trốn trong nhà, không dám ra ngoài. Ha San nhỏ giọng nói với Nhan Lục Nguyên, chủ nhân, chúng ta làm gì tiếp theo? Nhan Lục Nguyên nhìn hắn một cái, tiếp theo là sao? Tàn sát dân trong thành. Ha nói, tất cả thủ lĩnh đều rất phấn khởi, họ muốn tàn sát toàn bộ dân trong thành để thể thể vinh quang của ngài. Đây là tâm nguyện của mọi người, tàn sát dân trong thành. Nha Lục Nguyên sừng sốt, hắn nhìn thủ lĩnh phía sau mình. Quả thật bộ dáng bọn họ như không thể chờ đợi nữa. Nhất là hai vị thủ lĩnh Phó Lan và Hột Cốt Tộc. Trong trận chiến này, tộc nhân của họ chết quá nhiều. Lúc này cần phải dùng máu tươi của người trong hàng rào hiến tế tộc nhân đã mất của họ. Hơn nữa, họ và Hasan đều từng nghe chủ nhân nói, muốn dùng hàng rào 176 để tế tự cho Tân Vương Đình. Dù mọi người tổn thất nghiêm trong trong lần chiến tranh này, tuy hành quân sẽ hao tổn một lượng lớn tài nguyên nhưng chỉ cần tàn sát dân trong thành, họ sẽ nhận được bổ sung một lượng tài phú dồi dào. Nhưng lúc này, Hasan lại phát hiện chủ nhân của hắn trầm mặc. Một khi việc tàn sát diễn ra, bên tai hắn sẽ là vô vàn tiếng la khóc. Hàng rào lớn sẽ như bị bao phủ bởi một màn xương đen, vô số người sẽ chết. Nha Lục Nguyên nhìn hàng rào vốn dĩ vô cùng phồn hoa cùng tường thành cũ nát sau lưng. Nếu Tiểu Ngọc tỷ ở đây, tỷ ấy nhất định không muốn chứng kiến cảnh này. Hắn bỗng lên tiếng, truyền lệnh xuống, không được tàn sát cư dân hàng rào. Trước bắt người quản lý hàng rào lại cho ta. Báo cho những cư dân kia biết, chỉ cần chỉ điểm đám quan viên đang ở đâu sẽ được sống. Kêu họ kể thêm tội càng tốt. Thế nhưng trước khi nhận được lệnh của ta, ai dám lạm sát kẻ vô tội, ta sẽ giết người đó. Hasan có chút khó xử, nếu ngài vì người của hàng rào mà giết người của mình e rằng nhan lục nguyên bình tĩnh nói vậy xem ra họ vẫn chưa biết rõ ai mới là chủ nhân của thảo nguyên rồi đã rõ hà san nhận lệnh rời đi đối với mệnh lệnh của nhan lục nguyên hắn phục tùng vô điều kiện nếu có người không phục hắn sẽ lôi người kia ra cho ngựa kéo đi từ sống tới chết động tác của chiến sĩ đằng sau rất nhanh chỉ ngắn ngủi vài phút họ đã hỏi được chỗ ở của vài quan viên rồi kéo hết cả nhà của họ tới từ đầu tới cuối Nhan Lục Nguyên đều khí định thần nhàn ngồi trên lưng ngựa. Kỳ kỳ cách cưỡi ngựa đi theo bên cạnh. Đại đội ngũ mã đi tới trung tâm hàng rào. Một quan viên trong đó bảo đây là biệt thự của thân gia. Sắp tới biệt thự, Ha San thấy được nơi này được phòng ngự nghiêm ngặt liền dẫn theo tộc nhân của mình cầm súng vào tới. Nhan Lục Nguyên đợi trên lưng ngựa. Không tới nửa giờ sau, Ha San đã mở cửa cho hắn vào. Bên trong biệt thự là cảnh máu chảy thành sông, người sống đều quỳ dưới đất. Nhan Lục Nguyên thúc ngựa bước tới, hắn nhìn mọi người, nói, nghe nói người quản lý hàng rào là thân ẩn. Là ai trong số các ngươi, mau đứng ra. Hồ Cốt Nhan, ngươi dẫn người đi thu gom kho lúa và ca hát đạn. Lấy hết những thứ chúng ta cần đi. Nói xong, Nhan Lục Nguyên xuống ngựa, đi vào biệt thự trong trang viên. Mãi tới khi hắn an vị trên ghế salon bằng da thật trong phòng khách mới hỏi người trung niên bị Hasan áp chế, ngươi là thân ẩn. Thân ẩn lạnh lùng nhìn Nhan Lục Nguyên, mọi dợ trên thảo nguyên cũng dám tới hàng rào làm loạn. Ngươi không sợ thế lực ở Trung Nguyên trả thù à? Nhan Lục Nguyên cười cười, hỏa chủng, khổng thị, vương thị. Ngươi cảm thấy ai trong số họ sẽ trả thù cho thân gia các ngươi. Lời này vừa nói xong, thân ẩn lập tức nhận ra thiếu niên trước mắt hiểu rất rõ về Trung Nguyên. Lần này đối phương công phá hàng rào 176 là có chuẩn bị mà tới. Ta rất muốn biết. Nhan Lục Nguyên gõ ngón tay theo nhịp vào tay vịn của ghế. Mấy năm trước hàng rào 176 vốn nổi danh chẳng khác nào cứ điểm 178. Sao bây giờ lại sa đọa như thế? thân ẩn nhìn chằm chằm nhan lục nguyên hắn không biết nên trả lời thế nào về vấn đề này bấy giờ phó lan tề dẫn một đống lớn quan viên vào biệt thự trong tay cầm một sấp giấy dày những quan viên đó bị ấn cho quỳ xuống phó lan tề đưa sấp giấy cho nhan lục nguyên chủ nhân đây đều là chứng cứ phạm tội mà cư dân hàng rào cung cấp xem ra các người thật sự không được lòng cư dân nhan lục nguyên nhận lấy sấp giấy bằng không chúng ta chơi một trò chơi các ngươi tố giác nhau cho ta xem biểu hiện lấy công trục tội của các ngươi vừa dứt lời một người trung niên đang quỳ lập tức bò lên trước ta tố giác người của thân gia làm mưa làm gió mấy chục năm nay chèn ép cư dân khổ không chịu nổi nghiệp chướng của thân ẩn lại càng thêm nặng nề ngay cả vợ của cấp dưới cũng dám cướp tiếp tục nha lục nguyên gõ gõ ngón tay tay còn lại thì chống cằm còn nữa thân ẩn chẳng phải thứ gì tốt trước kia còn lạm sát người vô tội bắt người trong thảo nguyên về tra tấn có người mở đầu những người khác như vòi nước được mở không hề ngừng lại trong biệt thự ẩm ý một hồi thì có người cao giọng nói, thân ẩn thích nam nhân. Hai năm trước hắn từng bắt bớ phụ nữ và trẻ em ở ngoài thị trấn. Nhà lục nguyên nghe âm thanh lộn xộn nọ thì có chút không kiên nhẫn nổi, được rồi. Trong biệt thự trở nên yên tĩnh hơn. Nhà lục nguyên nhìn thân ẩn, ngươi nhìn đi, các ngươi sống trong hàng rào an nhàn sung sướng. Thế nhưng mất đi cốt khí và niềm vui, không như lưu dân. Thân ẩn quỳ dưới đất cười lạnh, lưu dân chỉ là một đám heo mà thôi. Tôn nghiêm niềm vui là cái quỷ gì chứ, không lưu dân hạnh phúc hơn các người nha Lục Nguyên Lắc đầu thân ẩn cất tiếng cười to lưu dân phải khổ sở để tìm đường sống có người bán con gái cho người khác có người chỉ biết trộm cắp nhưng người này dù chết trong quạng mỏ cũng chẳng ai hỏi thăm nhà của họ càng chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện báo thủ chỉ hỏi tiền bồi thường là bao nhiêu mà thôi có người cho con đi học nhưng học được vài năm thì phát hiện việc này thật vô dụng nên nghỉ học đi đào mỏ đào rồi lại đào mỏ này qua mỏ khác trải qua hôm nay không nghĩ tới ngày mai, chẳng khác nào đám gia súc. Ta hỏi ngươi, ngươi như thế thì có gì đáng vui kia chứ?" Nhan Lục Nguyên nhìn ánh nắng bên ngoài biệt thự. Thị trấn trong ấn tượng của hắn không phải như thế, lưu dân cũng chẳng phải vậy. Khi đó ca ca hắn đi săn về, rõ ràng nhà rất nghèo nhưng vương phú quý thường xuyên cho hắn kẹo đường, ngọt tới phát ngán. Ca ca sẽ giấu đi một viên, cho hắn một viên, bảo cần phải tiết kiệm thức ăn. Nhưng Nhan Lục Nguyên luôn nhịn không được ăn loáng cái là xong sau đó tròn xoe mắt nhìn nhâm tiểu túc. Bây giờ nhâm tiểu túc chỉ có thể móc một viên còn lại đưa cho hắn để hắn vui vẻ. Mỗi lần tới lễ mừng năm mới, ca ca sẽ tới chỗ của vương phú quý mua quần áo mới cho hắn. Tuy nhà họ rất nghèo nhưng hàng năm hắn luôn có quần áo mới để mặc. Mùa đông rét lạnh, người trên thị trấn sẽ tới lò mổ mua chút thịt mỡ về làm hoành thánh. Do thừa tới, trong túp lều đơn sơ mà mùi thịt khiến họ không khỏi chờ mong. Vương Phú Quý đứng trong thị trấn và phát pháo cho đám trẻ đó là pháo nhỏ được lấy ra từ những chùm pháo lớn mỗi đứa trẻ được phát cho năm quả đám nhỏ ngây ngốc chạy chơi trên thị trấn thỉnh thoảng sẽ đụng vào người lớn đang làm việc cha mẹ đứa nhỏ sẽ xách nó qua nhà hàng xóm xin lỗi vừa xin lỗi vừa tét đi chúng nơi đó có nụ cười và nước mắt đoạn thời gian nghèo khổ đó lại là ký ức vui vẻ nhất trong cuộc đời hắn thậm chí nhan lục nguyên còn nhớ tới nụ cười hiếm hoi của ca ca mình khi ấy bất quá hắn không tính chia sẻ cho thân ẩn biết gã cũng chẳng xứng để nghe những thứ này Phó Lan Tề, Nhan Lục Nguyên nói, Phó Lan Tề quỳ một gối xuống trước mặt Nhan Lục Nguyên, "Chủ nhân." "Cũng không có gì, giết hết những người này rồi treo trước cửa đi." Ánh mắt Nhan Lục Nguyên chẳng liếc tới đám người sắp chết này lấy một cái, "Lúc trước ta không cho phép các ngươi tàn sát người trong hàng rào. Hiện tại các ngươi được phép giết hết gia tộc của đám người này. Ngân ấy cũng đủ để bù đắp tổn thất từ chiến tranh của các ngươi. Đi đi, đừng để họ phát ra âm thanh ồn ào khó nghe." Nghe xong, Phó Lan Tề và Hồ Cốt Nhan hưng phấn đứng lên. Họ trực tiếp dùng chui đao đập dụng răng đám người thân ẩn, tránh cho họ nhiều lười. Đám quan viên hàng rào từng hiển hách một thời nay chỉ có thể khủng hoảng trừng mắt, không ngừng phát ra tiếng gào thét không thành. Vừa rồi thân ẩn còn chút kiên cường như tới giờ đã chẳng thể khống chế nổi mình. Đám phó lan tề dẫn theo tộc nhân cũng mình tới nhà từng quan viên, muốn làm gì thì làm đó. Nơi đó có dấu vàng thỏi, châu báu, súng ống đều được Hasan thu lấy. Trạng vạng tối, trận cướp đoạt này mới kết thúc. Hán tử trên thảo nguyên ghim thi thể của đám quan viên lên hàng rào của biệt tự. Từ xa nhìn lại như mấy cái chuông gió nhưng lại quá mức kinh dị. Dù nhan lục nguyên có thích chúng hay không thì hiện tại người trong thảo nguyên đều cần được kích thích vì một tương lai chiến tranh gian khổ. Nhan lục nguyên phải để họ hưởng thụ sự sung sướng trong chiến tranh, biến họ thành tín đồ trung thành nhất của hắn. Lúc này, dù hắn thích hay không cũng không quan trọng. Chủ nhân trên thảo nguyên chỉ biết các tín đồ của hắn có thích hay không mà thôi nếu người trong thảo nguyên cần, vậy cứ để thi thể kẻ địch biến thành tinh kỳ của hắn vậy. Lá cờ đột nhiên, Nhan Lục Nguyên nhìn thấy một tờ báo trên bàn trà. Trên đó có viết mấy chữ tạp chí hy vọng. Khi thấy tờ tạp chí đó, Nhan Lục Nguyên cũng không đọc mà ngồi trên salon nhắm mắt dưỡng thần. Phải biết, sứ giả Khánh Thị cũng đem không ít tạp chí tới cho hắn, thế nhưng hắn không có hứng thú. Kỳ kỳ cách vẫn luôn ở cạnh Nhan Lục Nguyên. Giờ khắc này nàng cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng thiếu niên, tựa hồ hắn đang vùng vẫy. Vì thế tiểu cô nương móc một cái lực ra, nhu thuận đúng phía sau chải đầu cho nhan lục nguyên. Nàng vừa chảy vài nói, bây giờ ngươi chính là hy vọng của bọn họ. Hy vọng ư, nhan lục nguyên lặp lại, ngữ khí mang mấy phần châm biếm. Tiểu cô nương nói tiếp, chứ sao nữa, ta chưa từng thấy cha mình dũng cảm như thế bao giờ. Trước kia khi Cống Hiến bò dê cho đại bộ lạc, ông chỉ dám khúm núm dâng ra xúc lên. Những người khác trong bộ lạc cũng chỉ có thể nén giận không dám nói gì. Hiện tại không như trước ngày đó ta thấy hắn nói chuyện với thủ lĩnh bộ tộc khác không chút kiêu ngạo hay xiểm định gì nữa đó là vì trong tay hắn có sức mạnh nha lục nguyên cười nói còn thủ lĩnh những bộ thật kia thì đang xuống dốc vốn ta muốn xem trong trận chiến này họ sẽ thể hiện sự dũng mãnh của mình thế nào kết quả khiến ta thật thất vọng đám thủ lĩnh đó vẫn núp phía sau cứ như lá gan bị ăn mất vậy đối mặt với người như thế cha ngươi có gì mà không tự tin cũng không phải kỳ kỳ cách nhẹ giọng nói Cha nói đây là sức mạnh thần linh ban tặng cho hắn. Hiện tại mỗi sáng sớm cha và mẹ sẽ quỳ lại ngươi. Hắn nói chỉ có ngươi mới giúp người trên thảo nguyên có tương lai tốt hơn, không cần sợ hãi bất kỳ người nào. Hiện tại ngươi chính là mặt trời của chúng ta. Ta cảm thấy chỉ khi ánh nắng chiếu rọi nhân gian thì cuộc sống mới tốt được như thế thôi. Được rồi, Nhan Lục Nguyên cười nói, đi tìm cha ngươi đi. Nói hắn biết ta chuẩn bị rời đi. Mà xui quỷ khiến thế nào mà Nhan Lục Nguyên bỗng cầm tờ tạp chí kia lên hắn nhìn thoáng qua ngày tháng thì thấy là số của ngày hôm qua nhan lục nguyên biết tới tạp chí hy vọng vì mỗi ngày vương phú quý đều rất thích xem báo khi đó hắn từng hỏi vương phú quý vì sao lại thích đọc báo vương phú quý cười bảo để giết thời gian sau đó kêu nhan lục nguyên đi theo chương tiên sinh học cho tốt chờ tới khi hắn đọc được tạp chí sẽ cho hắn kẹo ăn ban đầu nhan lục nguyên còn rất thích ăn kẹo mỗi ngày đều cố gắng học tập thật tốt thế nhưng rất nhanh đã bắt đầu ham chơi lười biếng mỗi ngày chỉ năn nỉ tìm cách để ca ca dẫn hắn đi săn cùng. Bởi vì thế giới bên ngoài thị trấn lại càng thêm to lớn hơn. Hiện tại hắn đã có thể đọc báo, thế nhưng lại chẳng còn ai cho kẹo hắn nữa. Nhan Lục Nguyên đọc trang đầu tiên, trên đây là tin tức về chiến tranh của Hòa chủng và khổng thị cùng cách nhìn của Vương thị. Lúc này Vương thị không hề nóng lòng nhập cuộc mà lẳng lặng đóng quân ở biên cảnh như chờ đợi gì đó. Dựa theo phỏng đoán của Nhan Lục Nguyên, Vương thị hẳn đang chờ cơ hội một kích tiêu diệt khổng thị. Kỳ thật tập đoàn cũng không có gì đặc biệt bọn họ chẳng khác nào dã thú nơi hoang dã, chỉ cần tìm được cơ hội sẽ toàn lực ứng phó, bắt đầu săn bắn. Còn bình thường sẽ luôn bảo trì im lặng. Trang thứ hai nói về chuyện ở Thánh Sơn. Tỉ như có bao nhiêu người lên núi, còn bao nhiêu người rời núi, tổn thất thảm trọng cỡ nào. Đồng thời còn có một bài luận nói về quỷ kế của An Kinh Tự và Hỏa Chủng tại Thánh Sơn. Cũng không biết ai đã tiết lộ điều này cho tạp chí hy vọng nữa. Trang thứ ba là mấy chuyện nhàm chán, là những gì chủ biên giang tự chứng kiến về AI tại Vương Thị, khen chê khác nhau. Trong bài báo cũng nói, hiện tại Giang Tự đang ở hàng rào 61, tiếp tục quan sát AI. Trang thứ tư nói về sự thay đổi của Thanh Hòa tại Lạc Thành. Trừ hứa khác ra, toàn bộ người của kỵ sĩ đã rời khỏi Lạc Thành, không biết tung tích. Nha Lục Nguyên cứ thế đọc từ từ, chờ đợi thần dân của hắn tập kết. Thế nhưng khi lật tới trang thứ năm, vị vua tài lực của Thảo Nguyên cứng người lại. Một nửa trên trang báo là hai dòng chữ. Đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của người. Nhan Lục Nguyên quá quen thuộc đoạn văn này, cũng biết ai là người nói câu này. Mọi ký ức tốt đẹp tại thị trấn đều có bóng dáng người kia. Ngày hôm đó, chính mắt hắn nhìn thấy trường mâu xuyên qua bụng đối phương cùng dòng lũ cuốn đi người quan trọng nhất đời hắn. Chàng lũ kia không cách nào thay đổi được, gần như cuốn sạch những thứ tốt đẹp nhất của hắn đi. Hắn không còn kẹo ăn, mỗi năm chẳng còn quần áo mới. Khi đó hắn là em trai người kia, hiện tại hắn là Tân Vương Thảo Nguyên. Lúc này kỳ kỳ cách xông vào trong biệt thự, cha và mọi người về rồi. Vừa dứt lời, nàng bỗng phát hiện thiếu niên ngồi ngược sáng như đang chìm vào hắc ám vô tận, cô độc cùng cực. Đúng, đó là sự cô đơn của bậc đế vương, được bao bọc bởi gió tuyết và bụi gai. Nhan Lục Nguyên ngẩng đầu nhìn ra ngoài biệt thự, muốn tới hàng rào 61 tìm Nhâm Tiểu Túc nhưng khi ngẩng đầu, hắn lại thấy thi thể lay lắt được treo trên hàng rào quanh biệt thự, máu đen thấm đẫm mặt đất. Đây là người được hắn hạ lệnh cho thủ hạ giết chết, cũng chính là bi ai của hắn. Bên cạnh thi thể là Ha San cùng hơn vạn thiết kỵ đã tập kết. Vạn người trải dài khắp đường phố, nhìn không thấy điểm cuối. Mà những người này đã xuống ngựa, quỳ trên một chân, chờ đợi Tân Vương ra đời, rúng động cả hàng rào. Nhan Lục Nguyên đứng từ xa cũng có thể thấy được ánh mắt mong chờ của đám người Ha San, thành kính mà nóng bỏng. Bấy giờ, Nhan Lục Nguyên đứng dậy, âm thầm đốt tờ báo, biệt thự chìm trong biển lửa. Biệt thự xa hoa nhưng đầy vẻ suy tàn bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, không ngừng lan tràn ra xung quanh. Nhan Lục Nguyên đứng trong biển lửa nhìn lửa bao phủ quanh người mình, tựa như chìm trong sự mục nát của thời đại. Ca, ta trở về không được. Ca, ta không quay về. Ngươi nói đừng để bi ai của thời đại trở thành bi ai của ngươi. Nhưng ta muốn để cho bi ai của ta trở thành bi ai của thời đại này. Nhan Lục Nguyên đứng trong biển lửa, đeo mặt nạ lên mặt, che giấu hết thảy biểu cảm của hắn. Hắn cảm thấy thời đại này không cần tồn tại nữa. Hasan quỳ gối bên cạnh làm ghế cho hắn leo lên ngựa. Nhân lục nguyên dẫm lên lưng Hassan, về nhà, khỏi hoàn. Đám chiến sĩ hân hoan hô to. Có người cầm súng trường vừa lấy được bắn liên tục lên trời. Các chiến sĩ theo Tân Vương quay về cố hương phương Bắc. Tập này đã xong, cuốn tiếp theo có tên Hàng rào Tân Vỡ. Chuyện hàng rào 176 thất thủ rất nhanh được truyền bá trong liên minh hàng rào. Thậm chí còn vượt qua tin hỏa chủng và khổng thị đánh nhau. Việc này chẳng khác nào tai biến cả. Đây là lần đầu tiên người phương Bắc tấn công hàng rào Trung Nguyên. Hơn nữa tin tức truyền ra còn nói, thiếu chút nữa toàn bộ dân trong hàng rào 176 đều bị thảm sát. Mặc dù mọi người không biết lý do nhưng may mà cuối cùng đám người Trung Nguyên đã kịp thời thu tay. Trong lần tai nạn này, chuyện khiến người ta khiếp sợ nhất là một siêu phàm giả thần bí đã thống lĩnh toàn bộ Thảo Nguyên, trở thành chủ nhân mới của nơi này. Có người nói, hàng rào 176 bị công phá thành công đều vì người này quá lợi hại, có thể phá hủy tường thành. Còn về việc làm sao phá hủy được thì không ai biết. Sau siêu phàm giả ở Thánh Sơn lại xuất hiện thêm siêu phàm giả mới. Mỗi người đều khiến giới siêu phàm giả phải chấn động. Cho nên, có người từng nói hòa chủng và khổng thị nên tạm thời buông bỏ thù hận, cùng nhau đối phó kẻ thù chung trước. Thế nhưng hiện tại hòa chủng và khổng thị ai có thể thu tay lại? Vừa thu tay, vạn nhất đối phương đuổi cùng giết tận, tiêu diệt thế lực của cả tập đoàn thì sao? Vì thế hai nhà này đồng thời lựa chọn làm lơ chuyện của hàng rào 176. Giống như nhan lục nguyên từng nói với thân ẩn, ai sẽ báo thủ cho hàng rào 176? Không có. Ngược lại Vương Thị thì phái ra đội ngũ tới tiếp nhận hàng rào 176. Một bên vừa xây dựng lại một bên thì tiếp quản. Việc này đột nhiên trở thành chuyện tốt cho Vương Thị, vô duyên vô cớ họ bỗng có thêm được một hàng rào. Quan viên trong hàng rào 176 đã bị nhan lục nguyên giết sạch. Bây giờ Vương Thị tiến vào tiếp nhận vô cùng thuận lợi, chẳng khác nào cái bánh từ trên trời rơi xuống vậy. Hơn nữa, trong quá trình xây dựng lại, Vương Thị cũng lắp đặt camera khắp phố lớn ngõ nhỏ để AI tiếp quản công tác quản lý của cả hàng rào. Cư dân hàng rào 176 không có bất kỳ năng lực phản kháng gì, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng. Lão gia, ta muốn thương lượng với ngài chuyện này. Trung Anh Tuyết nghiêm túc nói với Nhâm Tiểu Túc, ngươi xem, hiện tại Tây Bắc đang thiếu người. Ta sớm nghe nói lương thực nơi đó khan hiếm, mà năng lực của ta vừa vặn giúp được họ. Ta cũng hỏi DLD rồi, hắn nói ở đó có rất nhiều đất hoang, sản lượng lương thực không cao người trong hàng rào thỉnh thoảng sẽ thiếu vật tư chứ đừng nói là lưu dân. Nhâm Tiểu Túc ngồi bên cạnh đống lửa buồn bực nói, ngươi muốn thế nào? Chu Ngân Tuyết mạnh dạn đáp, ta muốn tới giúp đỡ Tây Bắc xây dựng. Từ lúc Chu Ngân Tuyết gặp lại Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận tại Thành Sơn, nàng đã được Dương Tiểu Cận an bài rõ ràng, xe ăn bản không thể đơn độc đi theo lão ra nữa. Chu Ngân Tuyết không phải nha hoàn chân chính, cũng là một trong những cô gái truy cầu sự độc lập trong thời đại này. Trước kia ngưỡng mộ lão gia nhà nàng thì không sao, hiện tại muốn nàng tiếp tục bưng trà rót nước mỗi ngày thật sự chu nghênh tuyết làm không được theo chu nghênh tuyết nàng có không gian phát triển rất lớn giá trị phát huy không nhỏ ví dụ như tới tây bắc chủ tính việc lớn cho lão ra chẳng hạn ở nơi này bưng trà rót nước khác nào nhân tài không được trọng dụng không sai chu nghênh tuyết cảm thấy bản thân đúng là nhân tài không được trọng dụng nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ rồi nói cũng không phải không được thế nhưng chúng ta phải ước định ba điều ngươi về tây bắc phải làm chính sự không được cáo mượn oai hùng. Chắc chắn, Chu Ninh Tuyết cam đoan Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nhìn Chu Ninh Tuyết. Hắn cảm thấy, với tính cách của cô nàng này, một khi tới Tây Bắc thì đuôi lại chẳng vảnh tới tận trời. Làm không tốt nàng còn có thể dùng thân phận nha hoàn của thiếu soái mà hoành hành ngang ngược. Trung quy Chu Ninh Tuyết cũng là cô nàng dám đeo nhẫn trên 10 ngón tay mà. Người bình thường làm gì có ai làm được như vậy. Không chờ Nhâm Tiểu Túc kịp nói gì, Chu Ninh Tuyết đã thu dọn đồ đạc chạy trốn đối với trung anh tuyết mà nói nàng tới tây bắc không phải để trợ giúp mà căn bản là chạy về phía tự do đại lừa dối cũng cáo biệt nhâm tiểu túc ta cũng phải đi rồi nghe nói vương uẩn đang bị giam trong phòng giam cơ mật nghe nói khổng đông hải vô cùng bất mãn chuyện tiền tuyến thất bại nên chuẩn bị khai đao với vương uẩn tháng sau hắn sẽ bị đưa ra tòa án quân sự chờ đợi hắn chỉ có cái chết mà thôi sau khi cứu hắn ngươi tính làm sao nhâm tiểu túc nói có ý định gì không đương nhiên dẫn hắn về tây bắc rồi đại lừa dối cười nói nhâm tiểu túc sửng sốt nửa ngày hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm dường như người bên cạnh hắn đều tới trợ giúp tây bắc cả rốt cục có vấn đề gì ấy nhờ lý thần đàn ở bên cạnh nhìn nhâm tiểu túc lại nhìn đại lừa dối hay ta tới tây bắc giúp các người đi nếu không thì trông có phần không không giống người bình thường lắm nhâm tiểu túc giờ khóc giờ cười giúp cái quần ngươi bị bệnh tâm thần mà cũng nghĩ tới việc giống người bình thường hả được rồi Lý Thần Đàn có phần tiếc nuối, vậy ta tới phía nam ngắm bão, vừa vặn cùng tham quan cảnh vật mới lạ. Xem xong bão thì sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, hẳn sẽ quay lại Lạc Thành. Lý Thần Đàn nói, nơi đó có mấy người bạn nhỏ chờ xem ta biểu diễn ảo thuật. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày, quả nhiên bệnh tâm thần suy nghĩ không bình thường. Lúc này, La Lam cũng đứng dậy cáo biệt, ta cũng phải mau chóng tới Chu Thị. Gián điệp ở Chu Thị cũng báo họ đang bắt đầu thu thập binh sĩ. Ta muốn trước khi họ làm xong kế hoạch tác chiến thì tới tìm Chu Sĩ Tề tâm sự. Chu Sĩ Tề là người đứng đầu Chu Thị. Nhâm Tiểu Túc nhìn La Lam, sao ta cảm thấy ngươi giống bôn ba nhì bà ghê. Không ngừng lại nghỉ ngơi chút nào à. Từ lúc hàng rào 113 bị phá hủy tới giờ, La Mập một đường từ Lý Thị rồi lại tới Dương Thị. Sau khi thống nhất Tây Nam lại chạy tới Trung Nguyên, cứ như mãi cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi vậy. La Lam vui vẻ nói, thế đạo này vốn không cho ta cơ hội thở dốc. Thế giới một mực thay đổi, con người cũng phải thay đổi theo. Ngươi nhìn hàng rào 176 không chịu phát triển đi. Kết quả thì sao? Họ có thể an nhàn trong đoạn thế này à? Nhâm tiểu túc im lặng không nói. Mơ ước lớn nhất của hắn là có thể sống trong thế ngoại đào nguyên, không lo thiếu ăn thiếu mặc. Thế nhưng khi La Lam nói thế, hắn bỗng nhớ tới nhóm thủ phỉ ở Hà Cốc kia. Đợi chuyện an kinh tự chấm dứt, có lẽ hắn nên tới Hà Cốc một chuyến. La Lam nhìn nhâm tiểu túc, nghiêm túc nói, hãy quay về Tây Bắc đi, đó mới là sân nhà của ngươi ta là khánh trần cũng hy vọng trong tương lai ngươi sẽ thành tư lệnh thay trương cảnh lâm như thế khánh thị và tây bắc mới có thể bình an ở chung được bây giờ nói thế có sớm quá không nhâm tiểu túc lắc đầu không muốn trả lời la lam nhìn về phương xa cảm khái khánh trần nói nếu hắn có hai mảnh dụng thì sẽ nhường lại ấn soái khánh thị thỉnh thoảng ta cũng nghĩ ta cũng đâu phải không muốn ở khánh thị sống thật tốt mở một quán ăn cưới một người vợ xinh đẹp như hoa có một người em trai làm quan, cả đời như thế cũng không tệ lắm, không cần bôn ba mệt mỏi. Nhâm Tiểu Túc nghe La Lam miêu tả, bỗng cảm thấy như từng nghe trong câu chuyện nào đó rồi. Hắn suy nghĩ một lúc rồi hỏi, ngươi muốn làm võ đại lang sao? La Lam, La Lam hờn dỗi đi tới Chu Thị. Tuy tình bạn của hắn và Nhâm Tiểu Túc rất kiên cố, tuy hắn hiểu rõ bình thường Nhâm Tiểu Túc nói chuyện khá khó nghe nhưng tức giận thì vẫn nên tức giận thôi. Để tới được Chu Thị, la lam quyết định sẽ đi vòng qua địa bàn của vương thị nên không cách nào đồng hành của nhâm tiểu túc theo lời của la lam là hiện tại vương thị đang dần trở nên điên cuồng bình thường có lẽ hắn còn dám nghênh ngang đi bộ ở vương thị hai bên đều khách khí với nhau nhưng hiện tại thì ai biết đối phương sẽ gây ra chuyện rắc rối gì nhâm tiểu túc nhìn bóng lưng la lam rời đi dương tiểu cận đứng bên cạnh bỏ hai tay vào túi áo vốn đội ngũ rất náo nhiệt thì bây giờ chỉ còn lại hai người họ nghĩ cái gì vậy dương tiểu cận hỏi Ta cảm thấy, từ khi rời khỏi hàng rào 113 tới giờ, ly biệt lúc nào cũng có. Nhâm Tiểu Túc nói, đây là cuộc sống của người trưởng thành A. Sau khi La Lam rời đi không lâu thì trong rừng truyền tới âm thanh đoàn tàu hơi nước di chuyển. Mờ thanh kia từ xa tới gần, Nhâm Tiểu Túc nhìn Dương Tiểu Cận, Vương Tòng Dương. Nói thật, hai người không ngờ có thể đụng phải Vương Tòng Dương tại dây. Không phải đối phương đã rời khỏi Thánh Sơn rồi à? Sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nghe tiếng thì dường như đang tới từ Thánh Sơn, tốc độ còn rất cao. Hai người tìm một gò đất núp phía sau, muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ tới để trả thù ta? Lão Tiểu Tử này rất cẩn thận, có lẽ không có lá gan lớn như thế đâu. Dương Tiểu cận cạn lời nhìn Nhâm Tiểu Túc, không ngờ trong mắt tên này, tìm hắn trả thù là biểu hiện của việc lớn gan. Trong lúc đang suy nghĩ, Nhâm Tiểu Túc đã thấy được đoàn tàu mơ hồ tiến tới gần từ xa, xung quanh đoàn tàu là bụi mù, thanh thế trông cực kỳ to lớn. Không biết vì sao mà đoàn tàu thô kịch trông rất phù hợp với quang cảnh nơi hoang dã. Đợi đã, Dương Tiểu Cận nhìn qua kính, phía sau đoàn tàu hơi nước có người. Kết quả khi Nhâm Tiểu Túc nhìn qua thì thấy phía sau đoàn tàu có hơn 10 chiếc xe Việt dã, dường như đang truy sát Vương Tổng Dương. Chạy trốn nơi hoang dã, truy sát nơi hoang dã, hoành tráng quá nha. Nhâm Tiểu Túc cảm khái, bộ dáng như xem rất đã mắt. Hắn từng sớm nghe Lý Nhiên vào đạo diễn mục thảo luận về phim điện ảnh. Trình độ công nghiệp điện ảnh hiện tại rất khó có thể phục hồi như hồi trước tai biến, cho nên rất nhiều cảnh phim không thể nào quay được. Vì thế mà Mục Vãn Ca mới muốn làm phim phóng sự về siêu phàm giả. Vì hiện tại cảnh tượng chiến đấu của siêu phàm giả là chân thật nhất. Nếu sao với kỹ xảo trước tai biến thì cảnh đã ghiền hơn. Trước kia sẽ có người thật sự hủy diệt cả một hàng rào cho các người xem. Trước kia có ai từng thật sự thấy được cảnh tượng một hồ nước sụp đổ. Bây giờ chúng ta có phải nên cân nhắc tới việc giải quyết những chuyện trước mắt này không? dương tiểu cận nhắc nhở a à, à. nhâm tiểu túc gật đầu chờ ta nhìn thêm chút nữa đi nhâm tiểu túc có phần nghi ngờ tại nơi hoang dã không thôn không điếm ai rảnh rỗi mà truy sát vương tòng dương nhỉ a à, không phải hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm xem người ta bị truy sát sau khi nhâm tiểu túc nhìn thấy biểu tượng hòa chủng trên xe thì nhận ra hẳn là họ truy sát vương tòng dương một đường từ thánh sơn tới đây tội lỗi tội lỗi nhâm tiểu túc lẩm bẩm phía sau đoàn tàu hơi nước có tổng cộng 7 chiếc xe việt giã đuổi theo hẳn tất cả đều là người của hỏa chủng cả, chúng ta giải quyết chuyện của hỏa chủng trước đi. Ta cảm thấy cần ưu tiên chuyện này, thậm chí còn quan trọng hơn việc giải quyết vương tòng dương một chút nữa. Được rồi, dương tiểu cận lấy hắc thương ra ngắm bắn, bắn nổ bình xanh, ta bốn chiếc, ngươi ba chiếc đầu. Không cần biết hiện giờ nhâm tiểu túc lợi hại thế nào thì trong phương diện đánh lén, dương tiểu cận vẫn là chủ lực. Trên đường chạy trốn, vương tòng dương đột nhiên nghe tiếng súng nổ rền vang. Xe Việt giã đuổi theo sau hắn phát nổ, Vương Tòng Dương quay đầu nhìn lại thì vui mừng vô cùng. Hắn thông qua đoàn tàu hơi nước mà phát hiện xe của hỏa chủng đuổi theo hắn mãi đang không ngừng bốc cháy. Mấy ngày nay Vương Tòng Dương sắp mệt chết rồi. Ban đầu hắn còn tưởng rất nhanh là có thể thoát khỏi truy binh phía sau, thế nhưng hắn phát hiện bản thân sai rồi. Quyết tâm lùng bắt hắn của hỏa chủng còn kiên định hơn so với hắn tưởng nữa. Xe Việt giã tuy cần dừng lại để đổ xăng nhưng khả năng của hắn cũng không phải vô hạn. Bằng không sao xe lửa của hắn chỉ có 4 toa chứ không phải 16 toa. Sau đó Vương Tòng Dương bắt đầu trèo đèo lội xuống, muốn dựa vào địa hình thoát khỏi sự truy bắt của đối phương. Nhưng mỗi lần như thế hỏa chủng đều phái một đoàn xe mới tới đuổi theo hắn. Thậm chí còn từng có tê năm vây giết hắn. Vương Tòng Dương buồn bực muốn chết. Bộ hắn cướp vợ hay đào mộ tổ tiên của mấy tên gia hỏa hỏa chủng hay sao mà đuổi theo hắn dai thế. Cuối cùng, Vương Tòng Dương không còn cách nào khác, thầm nghĩ một đường xuôi nam tới Vương Thị. Đội chiến bộ của hỏa chủng không tới mức dám dương oai diễu võ trên địa bàn Vương Thị chứ. Ngươi nghĩ Vương Thị sẽ vui vẻ đồng ý à? Cho nên Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận liền thấy một màn này. Bấy giờ, Vương Tòng Dương nhìn xe Việt giã phía sau không ngừng bốc cháy thì trong lòng cũng bớt khó chịu hơn, không biết hảo hán đến từ nơi nào lại có thể rút đao tương trợ khi gặp chuyện bất bình nữa. Nói xong, Vương Tòng Dương trực tiếp điều khiển đoàn tàu hơi nước tới nơi tiếng súng vang lên. Lúc sắp tới hắn nheo mắt, cố nhìn xem rốt cục là ai đang giúp hắn. Thế nhưng, cảm giác bất thương trong lòng Vương Tòng Dương dần nồng đậm hơn, mãi tới khi hắn nhìn thấy bóng dáng của nhâm tiểu túc cái cái đê ma ma vương tòng dương luống cuống hắn sợ thật đấy lúc hỏa chủng bị tập kích hắn còn tưởng là người của vương thị dù sao nơi này cũng là khu vực lân cận địa bàn vương thị kia mà nói không chừng là biên phòng vương thị phục kích hỏa chủng nhưng khi thấy được nhâm tiểu túc hắn liền hiểu một khi hỏa chủng chết hết thì kế tiếp sẽ là hắn có đôi khi kẻ địch của kẻ địch không phải bằng hữu mà vẫn là kẻ địch đoàn tàu hơi nước gấp rút quẹo trái quan tính khiến đoàn tàu xém nữa lật nữa nhìn từ xa cứ như đoàn tàu đang trôi nổi trên không vậy tráng lệ ghê nhâm tiểu túc cảm khái nói xong hắn bóp cò bắn nổ chiếc xe cuối cùng thế nhưng không chờ hắn ra tay thì chiếc xe đã nổ là dương tiểu cận cho nên vốn dương tiểu cận chỉ đánh bốn chiếc nhâm tiểu túc ba chiếc thì nay dương tiểu cận lại bắn tận năm chiếc nhâm tiểu túc thầm nghĩ đúng là sự khác biệt giữa cấp đại sư và hoàn mỹ mà bất quá một khác đó một bóng đen nhảy lên từ trong chiếc xe cuối cùng. Quần áo trên người đối phương đã bị lửa thiêu đốt, nhưng bản thân lại chẳng có việc gì. Nhâm tiểu túc nhíu mày, vẫn còn t năm. Khi nhâm tiểu túc thấy được biểu tượng của hỏa chủng liền hiểu vì sao Vương Tòng Dương bị truy sát. Dù sao chuyện này cũng do hắn mà ra, nhâm tiểu túc cũng không tới mức mau quên như thế. Thế nhưng điều hắn không ngờ là hỏa chủng còn cử ra T5 để truy sát Vương Tòng Dương nữa. Đối với hỏa chủng, cao thủ T5 thật sự rất quý giá. Trong Thánh Sơn, Hỏa chủng đã mất đi cả chục T5. Hiện tại lại còn phái ra T5 để truy sát Vương Tòng Dương, chứng tỏ trọng lượng của tên này trong mắt hỏa chủng nặng cỡ nào. T5 chạy như điên, áo của hắn bị ngọn lửa đốt trụi làm lộ ra làn da có màu xám đen, bộ dáng như từng bị lửa hun qua. Tóc đối phương bị đốt trụi, lông mi cũng không còn, chẳng khác nào người về từ địa ngục. Hơn nữa, mục tiêu của T5 không còn là Vương Tòng Dương nữa mà là Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Dương Tiểu Cận hỏi, "Dùng đạn đen nhé?" tốc độ này của hắn muốn chạy nước rút cần có thời gian, tránh không được đạn đen đâu. Nhâm tiểu túc đau như ai cắt ra xẻ thịt, khục khục, trước ngươi nghỉ ngơi một lát đi. Không cần xài đạn đen, ta sợ ngươi mệt. Dương tiểu cận mím môi, thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Nàng rất thích nhìn nhâm tiểu túc cố gắng bày ra bộ dáng đường hoàng để che giấu tính keo kiệt của hắn. Sau một khắc, nhâm tiểu túc nhảy khỏi mua đất, không chút che giấu mà chạy thẳng tới T5. T5 tính toán một chút tốc độ di chuyển của nhâm tiểu túc thì thầm cười lạnh khóe miệng cũng hơi nhếch lên, cái tên trước mặt này không phải đối thủ của hắn. Một tay súng bắn tỉa lại từ bỏ việc hắn am hiểu hiểu nhất để đấu cận chiến với đối thủ thì khác nào tự tìm đường chết. Bất quá dù có súng ngắm cũng vô dụng, một khi hắn đi tới phạm vi 100m xung quanh đối phương thì thương pháp có tốt thế nào, thần tiên cũng khó mà cứu. Bây giờ, T5 thấy được đoàn tàu hơi nước hắn đuổi theo suốt hai ngày nay chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào. T5 thầm nghi hoặc, sao đối phương không chạy? Chẳng lẽ tên đó không sợ hắn giết hai người kia xong thì tiếp đục đuổi giết hắn à? Bất quá T5 không kịp nghĩ tiếp mà chăm chú nhìn nhâm tiểu túc trước mặt. Hắn thầm nghĩ thiếu niên này cũng coi như kiên cường, dám đánh tay đôi với T5 như hắn. Trong lúc suy nghĩ, chẳng biết từ khi nào lão hứa đã tiếp cận và nhảy xuống tấn công T5. Lực va đập to lớn khiến T5 có chút luống cuống. Cả người bắt đầu di chuyển, xoay trong 180 độ trên không trung, đồng thời tiếng súng vang rền. T5 không thấy thiếu nữ bóp cò súng nhưng hắn cảm nhận được, chỉ cần bản thân di chuyển nhanh hơn thì viên đạn kia sẽ không đuổi kịp hắn. Trên thực tế, Dương Tiểu Cận liên tục bắn 3 phát, dù T5 bị lão hứa đánh văng thì mỗi viên đạn đều sẽ bắn vào cùng một chỗ. Ba viên đạn cứng rắn đâm xuyên qua T5, T5 chẳng khác nào miếng vải rách rơi trên mặt đất, nhâm tiểu túc thấy đối phương đã chết thì vỗ tay cho sạch bụi. Đầu óc đám T5 này hình như không được tốt lắm, không rõ cái gì gọi là binh bất yếm trá. Có lẽ trong quá trình tiến hóa họ đã bỏ quên một phần chỉ số thông minh ở đâu đó rồi. Cũng có thể. Dương Tiểu Cận thu súng, đứng dậy, họ khác những siêu phàm giả khác. T5 chỉ thuần túy dựa vào ngoại lực để tiến hóa, khả năng cao đã để lại di chứng gì đó. Bất quá kết quả của đại đa số siêu phàm giả gặp họ đều rất thảm. Bây giờ, Nhâm Tiểu Túc nhìn đoàn tàu hơi nước đang đậu ở cách đó không xa. Vương Tòng Dương đứng trên tàu, bộ dáng như bất kỳ lúc nào cũng có thể thừa cơ chạy mất. Sao thằng này còn chưa chạy? Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Lại nghe Vương Tòng Dương giống lớn, chuyện hỏa chủng truy sát ta là ngươi làm phải không? Nhâm Tiểu Túc sừng sốt, sao Vương Tòng Dương lại đoán được chứ nhỉ? Hắn hô, không phải, ngươi nghe ta ngụy biện đã. Vương Tòng Dương, thiếu chút nữa Vương Tòng Dương tức đến phun máu. Hắn quát Nhâm Tiểu Túc, khi đông hồ sụp đổ ta từng thấy ngươi. Sau đó hỏa chủng liền bắt đầu truy nã ta. Lần này gặp ngươi tại Thánh Sơn, hỏa chủng lập tức nâng lệnh truy nã của ta lên, rất khó tin đây chỉ là trùng hợp A. Tuy cho tới hôm nay Vương Tòng Dương không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng từ lúc hắn rời khỏi hàng rào 73 hẳn đã phải gánh tiếng xấu cho ai đó rồi bị hỏa chủng truy nã. Hiện tại xảy ra những chuyện tương tự, hắn chịu oan ức lớn như thế sao có thể là trùng hợp được. Khi đó hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng, vì sao năng lực của hắn và hứa hiển sở giống nhau, chắc chắn là hứa hiển sở cũng chịu oan giống hắn. Nhất định chỗ này là có vấn đề cái gọi là kỹ năng chịu tiếng xấu cho người khác nghĩa là phải gánh tội ám chỉ rõ ràng như thế chỉ thiếu nói thẳng ra nữa mà thôi khả năng hứa hiển sở cũng không nghĩ ra được nguyên nhân nên mới đắc chí vì năng lực của mình thế nhưng vương tòng dương sao có thể không nghĩ ra nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ thật sự không có liên quan tới ta vương tòng dương dần tỉnh táo lại mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không thì ta đều tự hiểu tuy ta không biết ngươi làm thế nào nhưng ở đây ta chính thức xin lỗi ngươi oan oan tương báo tới khi nào mới kết không bằng chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa. Ngươi đi tiếp con đường của ngươi, ta tiếp tục giao hàng của ta. Trước kia ta không còn lựa chọn nào khác, hiện tại ta chỉ muốn làm người tốt. Đây là lời thực lòng của Vương Tòng Dương, hiện tại hắn thật sự không muốn tham gia vào mấy chuyện kỳ quái gì cả. Tiền đã kiếm đủ, mỗi ngày bị người đuổi giết thì còn gì là hưởng thụ cuộc sống. Nhâm Tiểu Túc suy tư rồi đáp, nếu ta nói không được thì sao? Ngươi gây chuyện cho ta đâu phải lần một lần hai. Vương Tòng Dương có phần suy sụp, Tại sao không được? Rõ ràng là người giết anh họ ta trước. Kỳ thật quan hệ của ta và anh họ cũng không thân thiết vì mấy. Ngươi có nhớ lúc ta kiểm tra tiểu viện của ngươi, ta còn bảo ngươi tham gia quân ngũ trở thành lính của ta không? Khi ấy ngươi mạnh hơn đám tư quân phế vật nhiều. Kỳ thật ta cũng đâu có sát tâm với ngươi. Nhâm tiểu túc nhớ mày, ngươi cảm thấy mình rất vô tội. Vương Tòng Dương vô cùng đau đớn nói, ngươi dừng lại đi. Ta biết lúc tuyết lỡ không có bông tuyết nào là vô tội thế nhưng ngươi cứ mãi chấp nhất một bông tuyết nhỏ nhoi làm gì một trận gió lạnh thổi qua nơi này trừ tiếng gió không còn tiếng gì khác bây giờ dương tiểu cận đột nhiên nói chắc ngươi đã hiểu lầm rồi nhâm tiểu túc không hề nhắm vào một mình ngươi vương tòng dương có chút sừng sốt nghĩa là dương tiểu cận vô cùng nghiêm túc nói hắn đánh chết hết đám bông tuyết đó nhâm tiểu túc ống khói của đoàn tàu phun ra một đống khói đen vương tòng dương không nói hai lừa mà lựa chọn rời đi nơi này không nên ở lâu dương tiểu cận có hơi khó hiểu nhìn nhâm tiểu túc ta có hù dọa gì hắn à nhâm tiểu túc nhìn đoàn tàu dần đi xa cứ thế mà chạy à trong bộ dáng chạy chối chết của vương tòng dương một chút hứng thú truy đuổi cũng không dậy nổi trong nhâm tiểu túc ban đầu ntt muốn dùng đoàn tàu hơi nước đuổi theo vương tòng dương duy trì tốc độ ngang nhau tới khi đối phương kiệt sức mới thôi cơ mà về sau nhâm tiểu túc cảm thấy giữ đối phương lại để gánh tội thay hắn cũng là một sự lựa chọn tốt đương nhiên không thể để người khác biết chuyện năng lực của hắn và vương tòng dương giống nhau dương tiểu cận nhìn thoáng qua nhâm tiểu túc cầm hắc thương trên tay muốn đuổi giết hắn không không cần nhâm tiểu túc nhanh chóng ngăn dương tiểu cận lại ngươi nhìn đi vừa rồi ta chất vấn đã khiến hắn xấu hổ tới mức muốn làm người tốt rồi chúng ta không thể cứ chén giết cả ngày được phải dùng đức phục người dương tiểu cận nghi ngờ ngươi lấy đức phục người nói thật dù trong lòng Dương Tiểu Cận có nghĩ tốt thế nào cho Nhâm Tiểu Túc cũng khó lòng liên tưởng đối phương với bốn chữ lấy đức phục người ở cùng một chỗ. Bất quá Dương Tiểu Cận nghĩ một chút rồi lấy một con dao găm khắc chữ đức lên thân súng. Sau đó nàng quyết đoán nổ súng vào đoàn tàu hơi nước ở phương xa. Dương Tiểu Cận đứng thẳng tắp, phảng phất như không bị sức giật của súng ảnh hưởng tí nào. Một giây sau, viên đạn đánh trúng đoán tàu, Vương Tòng Dương ở trong đầu tàu phun ra một búng máu. Phải biết khi đoàn tàu bị tấn công, ký chủ của nó sẽ bị phản phệ nhưng Vương Tòng Dương không chút để ý, nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này mới là chính sự. Dương Tiểu Cận bỏ hát thương xuống, nói với Nhâm Tiểu Túc là loại đức phục người này đó hả? Nhâm Tiểu Túc nhất thời kinh ngạc, năng lực lý giải của cô nương nhà hắn thật cao siêu. Cái gọi lấy đức phục người là khắc lên thân súng chữ đức rồi đem đi bắn người ta. Đây là dùng đức phục người. Mấu chốt là dù ngài có khắc chữ đức lên đi nữa, đây vẫn là hắc thương à. Nhâm tiểu túc cầm hắc thương của Dương Tiểu Cận, chỉ thấy một chữ Đức Thanh Tú được khắc trên nó. Tựa như đây thật sự là Đức trong miệng hắn vậy. Nhâm Tiểu Túc im lặng nửa ngày, ngươi nói, Đức phục người là thứ này. Nhâm Tiểu Túc ngửa đầu nhìn lên trời, cảm khái. Chiêu số của cô nàng này cũng có thua gì hắn đâu. Bất quá đây chẳng phải cũng là nguyên nhân mà hắn thích đối phương đó sao. Hiện tại hàng rào 61 đêm không cần đóng cửa, rớt đồ không sợ mất. Không chỉ trong hàng rào mà trong thị trấn cũng được lắp đặt camera giám sát. Cho nên khi nhâm tiểu túc quay lại đây, trung quy vẫn cảm thấy có phần không được tự nhiên đây chẳng phải thị trấn hắn quen thuộc dù vẫn là túp lều tranh rách dưới con đường tràn đầy bùn đất nhưng phía trên đầu đầy dãy camera mới tinh nhâm tiểu túc đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười kỳ thật vương thị không thiếu tiền hơn nữa vị trí địa lý còn nằm ở nơi cực kỳ giàu có và đông đúc tại trung nguyên thế nhưng họ tình nguyện lắp thêm camera giám giác cũng chẳng muốn xây nhà gạch cho lưu dân có nơi che mưa tránh gió khoa học kỹ thuật tiên tiến xuất hiện tại khu thị trấn nghèo khổ thật sự không thích hợp tí nào. Nhâm Tiểu Túc dẫn Dương Tiểu Cận đi vào thị trấn. Hắn nói với Dương Tiểu Cận, lúc mới tới Trung Nguyên ta ở đây. Khi đó muốn tìm các ngươi nhưng không biết nên tìm từ đâu, lại không muốn bại lộ thân phận. Sau đó ta thông qua tiên sinh kể chuyện mà biết thêm về An Kinh Tự. Vốn tính lợi dụng An Kinh Tự tìm các ngươi, kết quả lại phát hiện An Kinh Tự cũng chẳng chính trực như trong truyền thuyết nên từ bỏ. Ừ, Dương Tiểu Cận gật đầu, từ lúc mới bắt đầu, An Kinh tự chỉ là vỏ bọc cho tên côn đồ mà thôi. Trước giờ cô cô ta chưa bao giờ thực sự chăm chút cho nó. Dù vậy thì An Kinh tự cũng có thể trở thành tổ chức sát thủ lớn nhất tại Trung Nguyên. Không thể không nói, cả Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đều rất bội phục năng lực của Dương An Kinh. Họ chỉ không tán thành hành động của vị chủ nhân An Kinh tự này mà thôi. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, phía trước là quán rượu. Lúc ta rảnh sẽ tới đó ăn bánh bao và uống chén canh thịt dê, đọc sách, nghe chút chuyện xưa về mình. Dương Tiểu Cận bĩu môi, nghe chút chuyện xưa về mình mới là trọng điểm. Ha ha ha, nào có. nt cười. Lúc này, nhâm tiểu túc ngẩng đầu thì chợt thấy một camera như đang theo dõi hành tung của hắn. Loại cảm giác giám thị này đem tới cảm giác hứng thú mới lạ cho nhâm tiểu túc. Thế nhưng khi nhâm tiểu túc ngẩng đầu, camera không di động như hắn tưởng. Nhâm tiểu túc thử rời khỏi khu vực quay phim thì chẳng thấy thứ này di chuyển theo hắn gì cả. Cũng không biết AI là thứ gì. Nhâm tiểu túc thở dài, xem ra Vương Thị rất tin tưởng thứ mà họ tạo ra này, nhưng ta vẫn cảm thấy cư dân trong hàng rào bị thứ này giám sát mỗi ngày thật sự khó mà sống vui vẻ cho nổi. hoặc nói là không dám vui vẻ a. À. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận đã đi tới quán rượu. Tiên Sinh kể chuyện đang nói tới đoạn các vị khách quan biết không, bạch nạ bạc có uy danh hiển hách thật ra chỉ là năng lực của một vị siêu phàm giả mà thôi. Tin này vừa được truyền ra liền chấn động cả giang hồ. Dương Tiểu Cận có chút sừng sốt. Chẳng lẽ quán rượu này luôn kể chuyện về nhâm tiểu túc à? Nếu không sao họ vừa tới liền như được câu này. Dương Tiểu Cận quay đầu nhìn lại thì thấy nhâm tiểu túc nghe rất hàng say. Chuyện ngoài ý muốn phát sinh, Dương Tiểu Cận chợt thấy một cô nương nhìn chằm chằm mình rồi lại nhìn nhâm tiểu túc phía sau mình, sau đó nước mắt lưng tròng rời đi. Dương Tiểu Cận nhịn không được mà suy nghĩ. Nàng và nhâm tiểu túc từng chia cắt một đoạn thời gian, đến cùng trong khoảng thời gian này nhâm tiểu túc làm thì mà vừa đi một chu nguyên tuyết lại tới một tiểu cô nương. Nhâm Tiểu Túc không chú ý tới Tiểu Lộc, hắn nói với Tiểu Nhị, mang hai phần bánh bao canh thịt dê cùng 12 đồng tiền thịt. Đã mời Dương Tiểu Cận ăn bánh bao thì phải rộng rãi một chút chứ. Tiên sinh kể chuyện thấy Nhâm Tiểu Túc quay về thì nhanh chóng kết thúc câu chuyện, nói với mọi người họ hồi phân giải. Hắn sờ cái đầu nhỏ của Tiểu Lộc, nhỏ giọng nói, sao lại khóc, không phải lúc trước hắn cũng dẫn một cô gái tới à? Tuy Tiên sinh kể chuyện không muốn Tiểu Lộc tiếp xúc với Nhâm Tiểu Túc nhưng thấy cháu gái mình đau lòng hắn cũng rất không vui nha Tiểu Lộc uy khóc nỉ non, lần này khác, nữ nhân lần trước không phải người hắn thích. Còn lần này thì sao? Tiên sinh kể chuyện vui vẻ. Ánh mắt nhìn cô nương này khác, là rất thích. Tiểu Lộc nói xong thì đi ra phía sau hậu viện. Ngay cả chào hỏi nhâm tiểu túc cũng không màn. Tiên sinh kể chuyện thầm mắng nghiệp chướng trong lòng rồi chậm rãi đi tới chỗ nhâm tiểu túc. May mà bây giờ ngươi về, trễ hơn nữa sẽ không gặp được ta đâu. Sắc mặt nhâm tiểu túc đại biến, ngài chớ nói lung tung, ta thấy thân thể ngài còn khỏe khoắn lắm mà tiên sinh kể chuyện xì một tiếng khinh miệt nói ý ta không phải như thế mà là sống dưới sự giám thị của ai từ vương thị thật sự rất đè nén trước khi gặp lại tiên sinh kể chuyện suy nghĩ của nhâm tiểu túc về ai là tuy hắn không thích nhưng vẫn tốt cho việc duy trì trị an mà hắn cũng không có ý định sinh hoạt tại vương thị nên chẳng quan tâm lắm bây giờ tiên sinh kể chuyện lại muốn rời khỏi nơi này vì ai nhâm tiểu túc nghi ngờ hỏi nghiêm trọng vậy à tiên sinh kể chuyện giận dữ ta tưởng thị trấn sẽ không có camera, không ngờ Vương thị cũng lắp luôn ở đây. Vì vậy mà tư liệu sống không dám cung cấp tin tức cho ta nữa, sự nghiệp kể chuyện của ta cũng vì thế mà chấm dứt luôn. Nhâm Tiểu Túc nhất thời cạn lời. Cái gì mà tư liệu sống, ngài cứ nói là người báo tin không được à? Trước kia Nhâm Tiểu Túc đã phát hiện tiên sinh kể chuyện không đơn giản. Bằng không vì sao ông ấy nắm bắt tin tức nhanh như thế được? E rằng còn nhanh hơn rất nhiều so với đại đa số hệ thống tình báo nữa ấy chứ. Điều này chẳng lẽ là nhờ tư liệu sống. Hơn nữa, lần trước Dương An Kinh tới đây cũng là tiên sinh kể chuyện để Tiểu Lộc tới mật báo cho hắn. Điều này chứng tỏ ông ấy quen biết Dương An Kinh. Nhâm Tiểu Túc nhìn tiên sinh kể chuyện hỏi, ngài ở thị trấn này đã bao nhiêu năm rồi, nói chuyển liền chuyển à. Tiên sinh kể chuyện thảo dài, đã ở hơn 10 năm rồi, cũng có liên tiếc nhưng không chuyển thì đợi khi vương thị quản lý nơi này chặt hơn sẽ không tha cho chúng ta. Ngài tính đi đâu chưa? Nhâm Tiểu Túc hỏi, tiên sinh kể chuyện lắc đầu vẫn chưa nghĩ ra ta tính thế này nhâm tiểu túc nói nhìn tướng mạo của ngài tiên sinh kể chuyện ngắt lời tới tây bắc đúng tây bắc nhâm tiểu túc không cảm thấy chột dạ vì chuyện xấu bị vạch trần hắn không ngờ tiên sinh kể chuyện đã nhận ra câu cửa miệng của đại lừa dối dương tiểu cận im lặng quay đầu nhìn nhâm tiểu túc nàng cảm thấy ma tính của đại lừa dối cũng mạnh quá rồi lây bệnh cho cả nhâm tiểu túc nhâm tiểu túc hỏi sao ngài biết ta nói tới tây bắc Tiên sinh kể chuyện tức giận, mấy năm nay đại lừa dối xem mệnh cho ta hơn cả chục lần. Lần nào cũng bảo tới Tây Bắc đi, không chút mới lạ gì cả. Đương nhiên ta cũng có nghĩ tới chuyện này, thế nhưng ta vẫn muốn xem hiện giờ đi tới đâu là an toàn nhất. Và lúc nào, một đám người đẩy cửa quán rượu bước vào. Tiên sinh kể chuyện xoay người đi vào bên trong quán rượu, cứ như không quen biết nhâm tiểu túc vậy. Nhâm tiểu túc kinh ngạc nhìn người vừa tới. Đối phương là một thiếu niên, khác khí nói với hắn và Dương Tiểu Cận, chào ngài, Ta là Vương Nhuận, phụ mệnh tới đón ngài vào hàng rào. Chỗ ở đã được sắp xếp xong, buổi tối còn có tiệc. Người trẻ tuổi nói chuyện khác khí nhưng khí thế cường đại, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhưng tạo nên cảm giác áp bách cho người đối diện. Nhâm Tiểu Túc tỉ mỉ dáng giá dá đối phương. Hắn cảm thấy khả năng cao người này là siêu phàm giả, Vương Nhuận tạo cho hắn cảm giác như ngự tiền thị vệ trong chuyện xưa mà tiên sinh kể chuyện từ thuật lại. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận chỉ vừa tới nơi này. Lúc tới họ cũng không đụng mặt người của Vương Thị, sao đối phương lại biết hai người họ tới đây hơn nữa còn rất nhanh đi tới quán rượu nữa chỉ sợ đây là công lao của ai rồi nhâm tiểu túc đứng dậy đi thôi nhâm tiểu túc tới đây là vì đã hẹn với dương an kinh những chuyện khác hắn không để ý nhâm tiểu túc và dương tiểu cận đã thương lượng với nhau rồi sau khi làm xong ba chuyện sẽ lập tức quay về tây bắc không quan tâm thị phi ở trung nguyên một lòng xây dựng tây bắc hùng mạnh lúc trước nhâm tiểu túc còn lo khí hậu tây bắc ác liệt dương tiểu cận không muốn tới Trung Quy nơi đó vẫn cực khổ hơn ở Trung Nguyên nhiều. Thế nhưng Dương Tiểu Cận bảo nàng không để ý đâu. Một chiếc xe đợi sẵn bên ngoài quán rượu, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận leo lên xe, xe lập tức lên đường tiến vào hàng rào. Bấy giờ, Vương Thánh Chi đã sớm chờ tại trung tâm hành chính của hàng rào 61. Đây là lần đầu tiên Nhâm Tiểu Túc tới đây sau chuyện Thường Xuân. Cho tới hiện tại, trong giới siêu phàm giả vẫn không ai biết Thường Xuân bị tiêu diệt bằng cách nào, đây trở thành một trong những chuyện khó lý giải của cả giới. Có người nói Thường Xuân đã thành tinh, biến thành người đi tới nhân gian. Cũng có người nói Thường Xuân đã bị cao thủ vương thị giải quyết. Lời đồn gì cũng có đủ cả. Thế nhưng chỉ có số ít người mới biết, năng lượng của Thường Xuân đã bị Chu Nguyên Tuyết hấp thụ hết. Ví dụ như khi đối mặt với Chu Nguyên Tuyết, La Lam một mực khách khí. Sau khi vào hàng rào, xe Việt dã chạy trên đại lộ rộng dài. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua cửa sổ thì những nơi xe chạy qua, người đi đường đều tự động cúi đầu, dường như chẳng dám nhìn thẳng nhâm tiểu túc nói với vương nhuận đang ngồi ở ghế lái phụ sao sắc mặt họ có vẻ vội vàng vậy đang muốn đi đâu thế vương nhuận đáp hiện tại là đầu giờ chiều hẳn họ đang trên đường tới chỗ làm sau khi ăn cơm xong nhâm tiểu túc hỏi lại nghe nói mọi người ở đây đều có việc làm có cơm ăn vương nhuận có phần kiêu ngạo đáp đúng thế trong này không ai phải chịu đói cả cuộc sống mọi người rất phong phú hai tháng nay trong cả hàng rào chỉ có hai vụ phạm tội thôi công việc là do họ tự chọn hay sao Nhâm Tiểu Túc hỏi, hàng rào phân, nhân viên công tác sẽ ghi nhận lại thông tin cá nhân của họ vào hệ thống. Sau đó AI sẽ tự phân ra. Vương Nhuận đáp, nếu người bị phân việc không thích không việc đó thì sao? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, phương pháp phân việc dựa vào logic lý tính dựa trên khả năng của họ. Ta hỏi là, nếu họ không thích thì sao? Nhâm Tiểu Túc lặp lại. Không ít người nhìn rất thích hợp làm việc hậu cần nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn làm công việc có tính khiêu chiến hơn. Vậy họ nên lựa chọn thế nào? Hơn nữa, trong hoàn cảnh thế này, e rằng sẽ không có các nghề nghiệp như tác giả, họa sĩ, điêu khắc gia, triết học gia cùng các công việc mang tính nghệ thuật tồn tại. Tuy những thứ này không mài ra cơm ăn được nhưng, những thứ tưởng chừng vô dụng này lại là cơ sở phát triển cơ bản nhất của con người. Tuy nhâm tiểu túc không quá thích những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng nếu hoàn toàn loại bỏ, hắn vẫn biết như vậy là không đúng. Cho nên nhâm tiểu túc mới hỏi Vương Nhuận nếu những người đó không thích công việc được phân thì sao? Vương Nhuận suy nghĩ rồi trả lời, trong hàng rào có đoàn đội chuyên về mảng tâm lý. Nếu có người không thích, họ sẽ được phụ trợ tâm lý. Phụ trợ tâm lý, nhâm tiểu túc sừng sốt. Không biết vì sao, khi nghe tới bốn chữ này hắn bỗng cảm thấy sởn gai ốc nhưng lại không cách nào hình dung vì sao lại thế. Nhâm tiểu túc không biết phụ trợ tâm lý rốt cục là cái gì, thế nhưng hắn cảm thấy vương thị quá mức bá đạo rồi. Nếu trên đời này thật sự có người giỏi những chuyện mình không thích mà xem là chuyện bản thân cần phải làm, Ví dụ như Khánh Trần thường nói hắn không thích chiến tranh nhưng thứ hắn am hiểu nhất lại là chiến tranh. Tỷ như Trương Bảo Căn là siêu phàm giả nhưng lại thích ở trong viện mồ côi chọc cười đám trẻ. Dù bong bóng của Trương Bảo Căn có uy lực rất lớn hay có mùi rau hẹ thì đó đều là lựa chọn riêng của mỗi người. Được rồi, hiện tại Vương Thị Ngươi kêu người ta làm việc người ta không thích cũng không sao. Thế nhưng phụ đạo tâm lý chẳng khác nào ngầm nói, ngươi cảm thấy không thích có nghĩa tâm lý của ngươi có vấn đề, vì thế cần phải được tư vấn thích hợp. Hoặc là, ngươi sai rồi, ta sẽ dùng biện pháp phụ trợ tâm lý để suy nghĩ của ngươi trở nên bình thường hơn. Nhâm Tiểu Túc khó lòng chấp nhận loại phương pháp này. Nếu có người nói với hắn, chuyện Nhâm Tiểu Túc ngươi làm giỏi nhất là giết người, vậy ngươi hãy giết hết mọi người đi. Chắc chắn khi ấy Nhâm Tiểu Túc sẽ đánh cho đối phương ói ị. Hơn nữa, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm nhận được phụ trợ tâm lý chỉ là một cách chơi chữ mà thôi. Điều này khiến Nhâm Tiểu Túc khó lòng tiếp nhận. Nhâm Tiểu Túc thậm chí có thể tưởng tượng được, nếu trong hàng rào này có một người cứng rắn không muốn làm chuyện AI phân phối cho hắn, vậy hắn sẽ phải đối mặt với vô số buổi phụ trợ tâm lý đáng sợ. Thật sự quá kinh hãi rồi. Khó trách khi đám cư dân thấy được xe của Vương Thị thì cúi đầu theo bản năng. Nhâm Tiểu Túc không nói lên ý kiến của hắn. Hắn cũng chẳng phải chúa cứu thế, càng không có cách nào tốt hơn. Hắn chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành ước định với Dương An Kinh rồi rời đi mà thôi. Xe Việt giã chạy được gần 40 phút, Nhâm Tiểu Túc thầm phát họa tuyến đường trong đầu. Trước đây lúc đi với Trung Nguyên Tuyết, hắn từng nhớ kỹ bản đồ của hàng rào 61. Tuy không được như Vương Uẩn nhưng đại khái cũng không sai bao nhiêu. Lúc này, Lý Nhiên đang rời khỏi biệt thự, thấy xe Việt giã chạy qua thì có phần sừng sốt. Trợ lý bên cạnh hỏi, sao thế nhộn nhộn? Lý Nhiên nhìn theo chiếc xe, hình như ta vừa thấy người quen. Trước kia nhà của Lý Nhiên vốn đã ở trong hàng rào 61, sau chuyện của Thường Xuân, nàng được nhâm tiểu túc và Chu Nguyên Tuyết cứu đi. Hàng rào xây dựng xong Lý Nhiên liền quay về nhà trung quy đây cũng là nơi nàng sống một thời gian dài có cảm tình nhất định hiện tại lý nhiên thấy được nhâm tiểu túc ở trong xe cũng thấy được dương tiểu cận ngồi bên cạnh bấy giờ không hiểu vì sao trong lòng có phần ê ẩm trước kia nàng từng xem thường nhâm tiểu túc về sau nàng mới hiểu thì ra bản thân chẳng cách nào có thể bước vào thế giới của đối phương trợ lý quay đầu nhìn lý nhiên chỉ là người quen thôi à ừ lý nhiên điều chỉnh lại tâm trạng đi thôi tham gia hoạt động tiếp theo trong lòng trợ lý Nàng cảm thấy biểu tình vui buồn vô cớ của Lý Nhiên liền hiểu đấy không chỉ đơn thuần là người quen. Xe Việt giã đậu trên một con đường vắng người. Vương nhận xuống xe rồi nói với nhâm tiểu túc, sân nhỏ này là nơi ở chúng ta an bài cho hai vị. Đây là chỗ vương thị chuyên dùng để tiếp khách. Nhâm tiểu túc nhìn hai căn nhà trước mắt, không lớn lắm nhưng lịch sự lại tao nhã. Bất quá hắn cảm thấy có gì đó là lạ, không đúng. Vương nhận sừng sốt một chút, có chỗ nào không đúng. Vì sao là hai cái? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói, hai người chúng ta ở một căn là được rồi. Đã tới làm khách còn chiếm chỗ của các người không phải lãng phí lắm à. Không nên không nên, ngươi trở về nói lại với phía trên, hai người chúng ta ở chung một chỗ là được. Vương Nhuận sừng sốt không biết nên trả lời thế nào thì thấy Dương Tiểu Cận đẩy sân nhỏ của mình ra, vừa vào vừa xem thường nói, nói cứ như ngươi dám làm vậy. Dương Tiểu Cận hiểu rõ Nhâm Tiểu Túc, ở trong rừng mà con hàng này còn không dám làm gì, vừa tới đây lại giả bộ ra vẻ nhâm tiểu túc ngây ngốc đứng đờ người vương nhuận nói hai vị nghỉ ngơi trước trước khi tiệc tối bắt đầu ta sẽ tới đón hai vị nói xong vương nhuận liền chạy đi nhâm tiểu túc đứng tại chỗ hắn cảm thấy chuyện hai cái sân này chắc chắn là do dương an kinh bày ra đây có phải chuyện con người nên làm không ở ngoài có nhiều người thiếu chỗ ở như thế hắn vào hàng rào sao có thể lãng phí tài nguyên như vậy điều này thật sự khiến lương tâm hắn bất an à nghĩ tới đây nhâm tiểu túc liền đi về phía căn nhà của dương tiểu cận kết quả vừa đẩy cửa vào thì phát hiện Dương Tiểu Cận đã khóa lại. Sắc mặt Nhâm Tiểu Túc tối sầm, sao lại khóa cửa? Có còn là người không? Dương Tiểu Cận nói vọng ra, hay nhỉ, hôm nay coi như có tiến bộ, còn dám đẩy cửa vào đấy. Nói xong, tiếng cười của nàng vang lên không ngớt, không có ý sẽ mở cửa cho Nhâm Tiểu Túc vào tí nào. Kết quả khi Nhâm Tiểu Túc tính đi về căn nhà được phân cho mình thì một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, Nhâm Tiểu Túc nhâm tiểu túc quay đầu lại nhìn thì thấy giang tự đi ra từ một sân nhỏ khác phía sau là vài phóng viên hắn nghi hoặc hỏi sao ngài cũng ở đây giang tự cười ta tới đây để xem ai của vương thị tới cùng là thế nào cũng thuận tiện rèn luyện bọn họ ở đây ta đang cảm thấy chán thì gặp được ngươi này sao ngươi lại ở đây việc này nói ra rất dài dòng nhâm tiểu túc cảm khái ta đồng ý làm ba chuyện cho một người lúc này trên thảo nguyên phương bắc Nhan Lục Nguyên dẫn theo đám người Ha trở lại vương đình. Thế nhưng vừa về tới nơi, họ lại phát hiện sắc mặt phụ nữ và trẻ em đều hoảng hốt. Nhan Lục Nguyên lên tiếng, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ngọc Tỷ đi ra từ trong đại trướng đón Nhan Lục Nguyên. Đầu tiên nàng nhìn xem Nhan Lục Nguyên có bị thương không rồi mới lên tiếng, lúc trước ta từng nói với ngươi rằng tìm được một hồ nước muối cách chỗ này mấy chục km. Kết quả hai hôm trước có người tới đó đào muối nhưng không thấy trở về ta cho vài người tới đó điều tra thì thấy nơi đó chỉ còn lại vài thiêm thể. Nhan Lục Nguyên sửng sốt, đàn sói làm. Không phải. Tiểu Ngọc Tỷ lắc đầu, là vết đau, tay phải thi thể cũng bị người cắt mất. Nhan Lục Nguyên nhìn Phó Lan Tề, trên thảo nguyên còn có bộ lạc nào khác không? Phó Lan Tề lắc đầu, không có, đều ở đây cả rồi. Mấy năm trước từng xảy ra chuyện này. Bất quá là ở phương Bắc Thảo Nguyên, nơi đó rất lạnh nên không ai sống cả. Kỳ thật ở chỗ đó cũng có vài người, chỉ là chưa ai gặp họ, hoặc nói gặp qua rồi chỉ còn là thi thể. Nhan Lục Nguyên nhìn về phương Bắc, trong ấn tượng rất nhiều người. Thảo Nguyên là nơi cuối cùng của phương Bắc rồi. Kẻ địch duy nhất trên Thảo Nguyên chính là dân du mục. Thế nhưng theo bản năng, họ đều quên mất một chuyện, phía Bắc của phương Bắc vẫn là phương Bắc. Bóng đêm dần buông xuống, nhâm tiểu túc vẫn chưa thỏa mãn cầm con cờ của mình lên, nói với Giang Tự khả năng chơi cờ của ngài có phần xuống dốc nha. Sắc mặt Giang Tự xanh mét, nhíu mày nói, Ngươi thừa dịp ta còn nhịn được thì cút lẹ lẹ đi." Mấy phóng viên ngồi bên cạnh lén cười trộm, họ chưa từng thấy bộ dáng thế này của tổng biên bao giờ. Phải biết kỳ nghệ của giang tự nổi danh khắp Lạc Thành. Lúc trước giang tự từng đánh cờ với vô số lão đầu trong Lạc Thành, kết quả không ai vượt qua hắn cả, dân gia liền nhận được danh xưng lão đầu đánh cờ đệ nhất. Mà bây giờ, giang tự vừa đánh với Nhâm Tiểu Túc ba ván mà chẳng thắng được ván nào. Đương nhiên, không phải vì khả năng chơi cờ của Nhâm Tiểu Túc cao siêu cỡ nào, đây thuần chỉ chỉ vì hắn không biết xấu hổ mà thôi. Giang Tự mỗi lần chỉ đi một bước, nhâm Tiểu Túc mỗi lần đi tận 10 bước. Dựa theo nhâm Tiểu Túc nói là do Giang Tự tuổi lớn đi đứng không tốt, mỗi lần đi một bước là rất bình thường. Hắn còn trẻ lại là siêu phàm giả, một lần đi 10 bước cũng rất bình thường. Hơn nữa, nhâm Tiểu Túc từng thử qua rồi, dù là xe việt giả cũng chưa chắc chạy nhanh bằng hắn. Giang Tự cảm thấy đánh cờ với nhâm Tiểu Túc chẳng khác nào tấu hài. Hắn nói, quay lại chuyện chính. Ta đề nghị ngươi đừng nên thân cận quá với vương thị. Ban đầu ta còn thấy AI không tệ lắm. Nói cách khác, nó cũng giúp mọi người có cơm no áo ấm mặc qua ngày. Thế nhưng về sau ta lại nghe có phụ trợ tâm lý gì đó thì không khỏi cảm thấy có phần quái dị. Hơn nữa, giã tâm của vương thị quá lớn. Ta nghi ngờ chiến tranh giữa hỏa chủng và khổng thị nổ ra có quan hệ mật thiết với vương thị. Nhâm tiểu túc gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Nói xong, xe của vương nhuận đã tới. Nhâm Tiểu Túc cáo từ Giang Tự rồi cùng Dương Tiểu Cận đi dự tiệc. Mục đích chủ yếu của Nhâm Tiểu Túc đêm nay là muốn nhìn xem Vương Thánh Chi và Dương An Kinh đến cùng muốn làm gì. Đợi khi Nhâm Tiểu Túc rời đi, phóng viên đi cùng Giang Tự mới kích động hỏi, tổng biên, là hắn à? Giang Tự cười, gật đầu, đúng, là hắn. Phóng viên hỏi, ngài có thể giúp chúng ta lấy chữ ký của hắn không? Lúc hắn bảo vệ tòa soạn của chúng ta thật sự quá tuyệt. Trong trận chiến của Lạc Thành hôm đó, Phóng viên của tạp chí hy vọng đều trốn trong cao ốc. Đêm hôm đó mọi người đều tưởng người của tạp chí hy vọng xong đời rồi. Kết quả lại có người dùng sức một người bảo vệ nơi này. Bản phác họa bóng lưng Nhâm Tiểu Túc của một nữ phóng viên đã được mọi người nhao nhau copy. Đối với người của hy vọng mà nói, Nhâm Tiểu Túc chính là anh hùng của họ. Nói thật, hiện tại chính Nhâm Tiểu Túc cũng không biết ở tòa soạn có nhiều người hâm mộ hắn như thế. Xe việt dã một đường chạy tới hướng tây bắc của hàng rào vốn nhâm tiểu túc còn còn tưởng vương thánh chi sẽ tổ chức một buổi tiệc xa hoa thế nhưng thực tế khiến hắn không khỏi kinh ngạc xe đi vào một con đường nhỏ trong rừng rồi dừng lại bên đường là một căn nhà cũ kỹ xung quanh là ruộng bắp rậm rạp vương nhuận đẩy cửa tiến vào nhâm tiểu túc dẫm vào đá xanh được lát trong sân trong sân nhà còn có chúc cùng một ao cá chép nhìn qua có mấy phần không màng danh lợi tuy bên ngoài có nhiều phỏng đoán không tốt về vương thánh chi nhưng nhâm tiểu túc vẫn nguyện ý tới đây một chuyến là vì nói cho cùng thì vương thánh chi cũng từng cứu hắn một mạng dù trường mâu lúc trước chỉ đâm trúng ruột thừa của hắn vết thương rất lớn nếu không kịp thời cầm máu chỉ sợ hắn cũng khó lòng qua khỏi từ trước tới nay nhâm tiểu túc có thù báo thủ có ân báo ân vì thế một trong những nguyên nhân khiến hắn đồng ý ba điều kiện của dương an kinh cũng vì hiện tại dương an kinh đang hợp tác với vương thị việc này không chỉ là phỏng đoán tỉ như lần này dương an kinh mời hắn tới cuối cùng lại là vương thánh chi chiếu đãi hắn chẳng hạn sau khi đi vào phòng khách nhâm tiểu túc nghe được tiếng xe lăn thì quay đầu lại nhìn hắn thấy được dương an kinh mặc y phục tác chiến màu đen đang đẩy vương thánh chi từ trong hành lang đi ra nhâm tiểu túc có phần kinh ngạc đừng nói hai người này đã vượt qua quan hệ hợp tác rồi chứ nhâm tiểu túc chào hỏi vương tiên sinh đã lâu không gặp vương thánh chi cười với quan hệ của hai ta không cần gọi vương tiên sinh khách khí như thế làm gì vậy ta nên gọi ngươi thế nào nhâm tiểu túc im lặng một lúc rồi thăm dò chú không khí trong biệt thự trở nên yên tĩnh dương an kinh và dương tiểu cận mặt không biểu tình nhìn nhâm tiểu túc mà vương thánh chi thì cười ha hả ha, hay là cứ gọi ta vương tiên sinh đi đi thôi đồ ăn chuẩn bị xong rồi nói xong dương an kinh liền đẩy vương thánh chi vào phòng ăn nhâm tiểu túc ngồi một bên khác với bữa tiệc khổng lồ hắn tưởng tượng đêm nay chỉ có dương an kinh dương tiểu cận vương thánh chi và hắn mà thôi đồ ăn thì cực kỳ phong phú nhâm tiểu túc có thể thấy được người hầu bận trước bận sau hắn vừa ngồi xuống liền có người chảy khăn ăn tránh để đồ ăn rơi lên người cho hắn nói thật đây là lần đầu tiên nhâm tiểu túc có cảm giác ăn cơm với đại nhân vật bất quá việc này không quan trọng điều hắn muốn biết là vương thánh chi và dương an kinh muốn hắn làm gì nhâm tiểu túc bình tĩnh hỏi hai vị muốn ta đã tới ăn cơm gì đó cứ từ từ thôi tuy ta chưa từng được ăn sơn hào hải vị nhưng cách làm người của ta tương đối kỳ quái cảm thấy ăn cơm với rau dưa vẫn ngon miệng hơn. Cho nên, đến cùng hai vị muốn ta làm gì? Nói sớm là được, không cần uy hiếp gì cả. Ta có làm hay không đều phải xem ta cảm thấy thế nào. Vương Thánh Chi cười nói, yên tâm đi, chuyện đầu tiên, ta muốn ngươi hiểu rõ hơn về AI. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ, ngươi có thể suy nghĩ lại. Nếu người bình thường nhận được ba ước định của ta sẽ không lãng phí như thế. Trong mắt ta thì đây không phải lãng phí. Vương Thánh Chi lắc đầu, Gần đây ta từng tới Tây Bắc một chuyến, chính tay nghe được trương Cảnh Lâm thừa nhận sẽ giao lại cứ điểm 178 cho ngươi. Cho nên để bảo trì tình hảo hữu của Vương Thi và Tây Bắc, ta muốn ngươi sẽ hiểu rõ hơn về Vương thị. Đương nhiên chuyện không đơn giản như Vương Thánh Chi nói, thế nhưng chỉ có Dương An Kinh là biết rõ mục đích của Vương Thánh Chi mà thôi. Nhâm tiểu Túc suy nghĩ một chút, cũng được, chuyện này ta có thể làm được. Vậy tốt. Vương Thánh Chi vui vẻ. Vừa rồi hai đầu lông mày của hắn luôn nhíu lại, mãi tới bây giờ mới thả lòng hơn nhâm tiểu túc hỏi thế nhưng ta không hiểu vì sao ta phải hiểu về ai vì sao lại là ta bấy giờ dương an kinh vẫn luôn im lặng bỗng nói nếu đối mặt với tai họa thật lớn ngươi sẽ chọn sói hay heo làm đồng đội nhâm tiểu túc lần nữa suy tư vấn đề này có phần sâu xa khiến người nghe không biết nên trả lời thế nào nhâm tiểu túc im lặng một hồi rồi nghiêm túc nói nếu được thì ta hy vọng đồng đội của mình sẽ là con người vương thánh chi dương an kinh dương tiểu cận cũng không phải nhâm tiểu túc cố tình chặn họng người khác hắn thật sự cảm thấy bản thân không có tầm nhìn vĩ đại gì chỉ muốn ở bên cạnh người thân sống vui vẻ mà thôi mặc lệ đồng đội sói hay heo đều tốt nhâm tiểu túc không để ý lắm hắn chỉ cần đồng đội là người có tình người mà thôi không biết vì sao nhâm tiểu túc rất coi trọng tình người hắn từng trải qua nhiều chuyện duy chỉ có tây bắc đem tới cho hắn cảm giác chấp nhận được vì nơi đó có tình người mà hắn cần tình người không nhất thiết là chiến hữu chiến đấu có nhau cũng không phải sức mạnh cường đại gì chỉ là sau trận chiến mọi người cùng về nhà trên đường vui vẻ trò chuyện thế nhưng hắn không thấy những thứ này ở vương thị ấn tượng duy nhất của hắn về nơi này là ai của vương thị còn có việc an kinh tự tính toán muốn trôn vùi siêu phàm giả dưới đáy đông hồ đúng thế chuyện ở đông hồ cùng thánh sơn khiến nhâm tiểu túc phải lau mắt mà nhìn lại vương thị và an kinh tự người có thể chơi mấy trò quyền mưu đầu tiên mà hắn gặp là khánh trần kỳ thật Khánh Trần cũng rất quyết đoán sát phạt. Thế nhưng tình nghĩa anh em chân thành giữa La Lam và Khánh Trần khiến Nhâm Tiểu Túc cảm nhận được tình người của đối phương. Đây cũng là sự khác nhau giữa Khánh Trần và Vương Thánh Chi trong mắt Nhâm Tiểu Túc. Vương Thánh Chi sau thời gian ngạc nhiên ngắn ngủi đã kịp phản ứng, kỳ thật Nhâm Tiểu Túc đã trả lời câu hỏi của hắn rồi. Vương Thánh Chi nghiêm túc nói, lúc còn niên thiếu ta cũng nghĩ như người. Thế nhưng ta thấy nhiều chuyện xảy ra trong tập đoàn, dần bắt đầu có niềm tin vững chắc hơn về cách nghĩ của mình. Để con người tự quản con người là sự khởi đầu cho bi kịch, ví dụ bi kịch trên người ta chẳng hạn. Vương Thánh Chi nói tiếp, ta từng thấy một cô gái bị người khác làm nhục. Kết quả vì đối phương là người Vương thị mà đội trật tự không dám trừng phạt. Cuối cùng vẫn là ta tự mình hạ lệnh mới khiến tên con cháu kia bị giam cầm suốt đời. Mãi cho tới hôm nay vẫn có người tới cầu xin cho hắn. Ta từng thấy một tai nạn giao thông ngoài ý muốn. Vài người đi đường đùa giỡn với nhau, bất cẩn té ngã xuống đường bị ô tô tông trúng căn bản tài xế không vi phạm lỗi gì nhưng trật tự tư lại lấy lý do chủ nghĩa nhân đạo mà bắt lái xe phải bồi thường ta từng thấy vương thánh chi thở dài ta từng gặp rất nhiều chuyện như thế nên rất muốn thay đổi rất nhiều người đều nghĩ ta làm thế vì mình thế nhưng ta chưa từng giải thích cứ để họ nghĩ vậy cũng không sao nhâm tiểu túc im lặng kỳ thật vương thánh chi cũng không nói sai thậm chí hắn cũng từng nghĩ như đối phương nhìn những chuyện này sẽ cảm thấy ai quản lý con người sẽ rất công bằng đúng thật có thể giải quyết được rất nhiều phiền toái. Ít nhất hiện tại người trong hàng rào vương thị đều phải sinh hoạt rất cẩn thận. Nếu không phải quyền lực trong tay vương thánh chi ổn định, e rằng đám nhân sĩ lạm quyền đã sớm ăn sạch đối phương. Thế nhưng, chẳng hiểu vì bốn chữ phụ trợ tâm lý lại như cái gai đâm vào lòng hắn. Kỳ thật đây chỉ là chuyện nhỏ, cơ mà nó khiến nhâm tiểu túc cảm thấy nếu nhìn từ góc độ này mà nói, dùng AI quản lý hàng rào thì thật sự quá lý tính rồi. Khi đó, thế giới sẽ không còn tình người. Vương Thánh Chi nói, ta quản lý vương thị suốt 17 năm. Ngày qua ngày đều một mực nắm giữ quân đội trong tay. Không để quyền lực nằm vào tay một nhóm người là chờ tới ngày hôm nay. Vì thế giới công chính kia mà hết thảy trả giá của ta đều xứng đáng. Nhâm tiểu túc suy nghĩ thật lâu, có lẽ ngươi sẽ không thích nghe lời ta nói. Thế nhưng ta cảm thấy ngươi không nên nóng vội. Chắc ta không hiểu cách quản lý hàng rào hay tập đoàn. Nhưng ta cho rằng thế giới ngươi muốn, một thế giới mọi người nhận được sự giáo dục đầy đủ, ăn no mặc ấm tuy khó có được nhưng vẫn có khả năng thế nhưng ta lại từ chối thế giới không có tình người này hắn biết dù vật tư có đầy đủ tới đâu đại bộ phận con người đều có học thức thì ăn mày tội phạm vẫn tồn tại như cũ tuy nhiên khi đó đa số mọi người vẫn yêu thế giới này yêu cuộc sống của mình mà để ai quản lý nhâm tiểu túc chỉ thấy người đi trên phố phải cúi đầu thậm chí hắn còn không thể thấy được sự ấm áp của tình người từ những người đó quan điểm ban đầu của giang tự không sai trong thời đại này lưu dân có thể ăn no mặc ấm đã tốt lắm rồi, hà tất cưỡng cầu thêm. Thế nhưng Giang tự hẳn cũng nhận ra, một thế giới lạnh lùng chỉ có ý tính này sẽ đà kích thế nào với nền văn minh nhân loại. Bấy giờ, nhâm tiểu túc nhìn ra, trong khoảng thời gian tiếp xúc với tên cô nổ, ta cho rằng ngươi chủ trương tiến tới hòa bình. Hiện tại chiến hỏa nổi lên, mà người khởi xướng lại là an kinh tự. Ta tin hòa chủng và khổng thị sẽ không vô duyên vô vớ khai chiến. Hành trình ở Thánh Sơn cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Dương An Kinh bình tĩnh nói, chỉ khi liên minh hàng rào được thống nhất thì chiến hỏa mới được giải trừ. Chiến tranh mà ngươi trải qua cũng đâu có ít. Ta hiểu, ngài nói không sai. Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng bây giờ nói ra, có khác nào mượn có cho dã tâm của mình. Bây giờ hai bên đã có chút tranh phong, Dương An Kinh nghiêm túc nói, ta sáng lập tên côn đồ chưa bao giờ vì hòa bình mà để tiêu hủy vũ khí hạt nhân, để AI tiếp quản toàn xã hội. Nó là sự giám sát công chính vô tư, không chút tư lợi. Bây giờ, nhâm tiểu túc bỗng hiểu ra thì ra dương an kinh và vương thánh chi đã sớm hợp tác vì dương an kinh hiểu rõ chỉ khi nàng hợp tác với vương thánh chi mới có thể hoàn thành mục tiêu của mình một lần vất vả cả đời nhàn nhã tới lúc đó tên côn đồ không cần tồn tại nữa vì không ai có thể tránh khỏi sự giám sát của ai mà nghiên cứu vũ khí hạt nhân đây mới là mục tiêu của dương an kinh hạt nhân đáng sợ như vậy à nhâm tiểu túc hỏi đương nhiên dương an kinh nhìn nhâm tiểu túc Bằng không ngươi cho rằng vì sao chúng ta phải sống trên đất chết, khiến con người phải cực khổ 200 năm. So với chàng tai biến kia, chiến tranh Trung Nguyên đã là gì? Nhâm tiểu túc thở dài, kỳ thật dùng lập trường từng người xem xét, hai bên đều không có gì sai cả. Lúc này không ai lên tiếng nữa, nhâm tiểu túc cúi đầu ăn, không muốn tranh cãi chi. Sau khi hoàn thành xong ba ước định, hắn sẽ rời khỏi vương thị. Thức ăn được chế biến tinh xảo, tinh xảo tới mức nhâm tiểu túc không nữa ăn. Bất quá nhâm tiểu túc cảm thấy bản chất của đồ ăn chẳng phải là để ăn chứ không phải để ngắm, ngắm có no được không. Người sống ở nơi hoang dã không đòi hỏi có với thẩm mỹ trong thức ăn. Có mì sợi không? Nhâm tiểu túc hỏi, ta muốn ăn một tô mì sợi lớn. Vương Thánh Chi nhìn nhâm tiểu túc rồi thầm thở dài. Khả năng đây là sự biểu đạt đạo bất đồng bất tương vi mưu của nhâm tiểu túc. Nhâm tiểu túc thật sự muốn ám chỉ gì đó à? Không, hắn chỉ là thèm ăn mì sợi thôi. Hết chương 780 rồi ạ. À xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé